chương 426, nhất định có thể bán giá tốt trong địa lao. Không ít người đều có hơi hiếu kỳ nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diệt, không biết anh bị gọi ra ngoài làm gì. Hoa man đi tới bên Lâm Thanh Diệt, trên mặt mang theo một nụ cười hèn hạ, mở miệng hỏi, lão đại, anh bị gọi ra ngoài, có phải có cô ả tốt hơn để hưởng thụ không, như thế nào, có phải mạnh hơn lúc đưa vào đây gấp 10 lần không? Lâm Thanh Diệt lườm anh ta, mở miệng nói, nếu như cậu tiếp tục nói vớ vấn, tôi không chắc cậu sau này còn có thể mở miệng giống như người bình thường đâu." Hoa Man lập tức dùng mình, vội vàng dùng tay bịt miệng của mình lại, muốn cách xa Lâm Thanh Diện một chút, vị sát thân này anh ta vẫn không chọc nổi. "Khoan đã, Lâm Thanh Diện mở miệng, ngoảnh mắt nhìn sang Hoa Man, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Hoa Man nhanh nhỏ trở lại, lộ ra nụ cười nịnh nọt với Lâm Thanh Diện, nói, "Lão đại, anh cứ việc hỏi, chỉ cần tôi biết, tuyệt đối đều nói cho anh." Người trong địa lao này nếu như muốn giành được tự do trong quan lĩnh, có phải cân thông qua một thí luyện phải không? Thí luyện này phải xin như thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hoa Man nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức mở to mắt, mở miệng nói, Lão Đại, thí luyện này anh đừng nghĩ tới, độ khó của cái trò này mặc dù không khó như đăng thiên thê, nhưng vẫn không dễ dàng như vậy. Sau khi tôi đến đây, tổng cộng có hơn 50 người xin tham gia thí luyện, cuối cùng chỉ có 4 người thành công, những người còn lại không có ngoại lệ, đều chết rồi. Hơn nữa trước tiên không nói tới độ khó của thí luyện này lớn bao nhiêu, cho dù anh vượt qua thí luyện, anh còn phải khiêu chiến một cao thủ trên bảng chiến thần, khiêu chiến này không phải bản thân anh chọn, mà người của Quan lĩnh ngoài top 10 trong bảng chiến thân tùy ý giúp thăm cho anh một người, cho dù rút vào cao thủ đứng thứ 11, anh cứ thế lên lôi đài, bọn họ rất nhiều người đều thông qua thí luyện, nhưng lại chết trong cuộc khiêu chiến này. Lâm Thanh Diện cũng có hơi kinh ngạc không ngờ khiêu chiến sau khi thông qua thí luyện lại ngẫu nhiên như vậy, Lý Hắc Thán không có nhắc đến điểm này với anh. Có điều nghĩ cũng dễ hiểu, Lý Hắc Thán cảm thấy Lâm Thanh Diện có thực lực trong top 5 trên bảng chiến thần, loại khiêu chiến này chỉ hạn chế người ngoài top 10, cho nên Lý Hắc Thán cảm thấy đối với Lâm Thanh Diện không phải vấn đề quá lớn. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng, tôi không muốn cả đời phải đợi trong địa lao này, nói cách xin tham gia thí luyện cho tôi, có lẽ tôi sẽ trở thành người thứ năm khiêu chiến thành công. Không thành. Audio điện tử võ tấn bền. Gia viên chăn tủy. Tống Huyền Khanh ngồi trên sofa, rõ ràng rất an nhàn, Tôn Tuệ Phương ở một bên quét dọn vệ sinh, Hứa Quốc Hoa đang ở ngoài ban công chơi chim. Trong nhà này không có tên sao chổi Lâm Thanh diện đó, cả người tôi đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, xem ra những xui xẻo của nhà chúng ta quả nhiên đều được nó mang đi rồi, nó vừa đi thì tôi nhìn cái gì cũng thuận mắt, Tống Huyền Khanh lẩm bẩm một câu. Bà ta không hề biết, Lâm Thanh Diện lần này đến quan lính, đã tính toán cho sự an toàn của cả nhà hứa bịch hoài rồi. Bây giờ trong gia viên chăn tụy có gần một nửa nhân viên vệ sinh, bảo vệ, cùng tài sản, đều là người Lâm Thanh Diện sắp xếp. Sự tồn tại của bọn họ chính là vì để thuận tiện giải quyết những rắc rối của cả nhà hứa bích hoài. Tống Huyền Khanh mấy ngày nay cảm thấy tinh thần sảng khoái, chỗ nào cũng hài lòng, đa phần là do sự sắp xếp của Lâm Thanh Diện. Chị Tống, Lâm Thanh Diện rốt cuộc đi làm cái gì, cậu ấy khi đi cũng không nói giờ cũng đã mấy ngày rồi cũng không có tin tức gửi về tôn tuệ phương hỏi một câu nó thích đi làm gì thì đi làm đó có liên quan gì với chúng ta nó tốt nhất chết ở bên ngoài vĩnh viễn đừng trở về như thế chúng ta mới có thể bình yên vô sự mà sống nếu không đồ sao chổi đó lại chọc phải đống phiên phức cho chúng ta tống huyền khanh không khách khí nói một câu thấy tống huyền khanh nói như vậy tôn tuệ phương lập tức im miệng không thì bà ta không chừng sẽ lại muốn nguyên rủa lâm thanh diện Tiểu Tôn, chị mấy ngày gần đây chú ý đến Bích Hoài chán ăn hay không? Nó nhìn trông tâm trạng nặng nề, có phải làm việc quá mệt, mấy ngày nay chị nấu ít gì đó ngon ngon cho nó, bồi bổ cơ thể cho nó, Tống Huyền Khanh không tiếp tục nhắc đến Lâm Thanh Diện nữa, nói một câu với Tôn Tuệ Phương. Tôn Tuệ Phương vội gật đầu, mấy ngày nay bà ta cũng chú ý thấy sự khác thường của Hứa Bích Hoài, tuy nói cô có hơi chán ăn, nhưng lại thích ăn đồ chua, bà ta nghĩ đợi mai đi mua hai con cá, làm cá chua ngọt cho Hứa Bích Hoài. Công ty hứa ra, hứa Bích Hoài xử lý xong việc của công ty, rõ ràng có hơi mệt, trên gương mặt tinh tế lộ ra một tia mệt mỏi. Mấy ngày nay cô không biết làm sao, tóm lại cảm thấy cơ thể của mình rất dễ trở nên mệt mỏi, hơn nữa khi ăn cơm còn không có muốn ăn. Sau khi Lâm Thanh Diện rời đi, cô ngày nào cũng nghĩ đến vấn đề mình có xứng với Lâm Thanh Diện hay không, bởi vì Lâm Thanh Diện có chuyện quan trọng phải xử lý, cho nên cô không thể nói chuyện này của mình ra, và bây giờ trở thành tâm bệnh của cô. Từ ngày Lâm Thanh Diện rời đi, cô không thể liên lạc được với Lâm Thanh Diện, điều này khiến trong lòng cô có hơi lo lắng, sợ Lâm Thanh Diện xảy ra chuyện, có điều trước khi đi Lâm Thanh Diện đã nói với cô có thể sẽ xuất hiện loại tình cảnh này, cho nên cô cũng chỉ lo lắng, không có bởi vì thế mà cho người đi tìm tung tích của Lâm Thanh Diện. Rời khỏi văn phòng, Hứa Bích Hoài trực tiếp đi ra khỏi tòa nhà công ty, đi đến bãi đỗ xe, khi cô đến cửa, đột nhiên chú ý bên đó có một bóng dáng quen thuộc đang thập thò trên mặt cô lộ ra một nụ cười, đi về phía người đó, thiên điệp, cậu sao lại ở đây? Tớ đã lâu rồi không có gặp cậu, gần đây cậu đi đâu, thật sự nhớ chết tớ rồi. Lục thiên điệp mỉm cười với hứa bích hoài, mở miệng nói tớ khoảng thời gian này đi ra ngoài nghỉ ngơi, vừa mới về không lâu, vừa rồi đi qua chỗ cậu, nghĩ cậu sắp tan làm, định đợi cậu xem có thể gặp được cậu không, không ngờ cậu thật sự ra rồi. Cậu ăn cơm chưa, nếu như chưa ăn thì chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, hứa bích hoài mở miệng nói lục thiên điệp do dự một lát sau đó gật đầu nói được chúng ta đến nhà hàng tây ở gần công ty của cậu đi lâu rồi không đến đó không vấn đề cậu ở đây đợi tớ một lát tớ đi lấy xe nói rồi hứa bích hoài bèn đi vào trong cô không hề chú ý tới khi cô đi về phía bãi đỗ xe nụ cười trên mặt lục thiên điệp lập tức biến mất thay vào đó là một nụ cười lạnh nhà hàng tây hai người ăn cơm xong Bắt đầu nói chuyện gần đây của nhau. Hứa Bích Hoài nói chuyện Lâm Thanh Diện rời khỏi, vốn dĩ còn muốn với dãi bày những băn khoăn trong trong mình với Lục Thiên Điệp, có điều lúc này cô chú ý thấy Lục Thiên Điệp giống như có chuyện gì đó, ánh mắt có chút hoảng loạn, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thiên Điệp, cậu có phải có chuyện gì hay không? Trông cậu hình như có tâm sự, không bằng nói ra cho tớ nghe, chúng ta là chị em tốt, có khó khăn gì, tớ đều sẽ giúp cậu." Hứa Bích Hoài mở miệng, nghe thấy lời này của hứa bích hoài trong mắt của lục thiên điệp vụt qua tia không nỡ có điều rất nhanh lại biến mất không thấy đâu nữa cô ta hít một hơi thật sâu biểu cảm trở nên nghiêm túc mở miệng nói bích hoài thật ra lần này tớ đến tìm cậu quả thật có chuyện muốn nhờ cậu giúp có chuyện gì hứa bích hoài mở miệng nói hơn nữa mặt mày nghiêm túc mặc dù chuyện trước đây khiến bọn họ xuất hiện một chút khoảng cách nhưng hứa bích hoài vẫn luôn coi lục thiên điệp là chị em tốt của mình nếu như cô ta có khó khăn gì, hứa Bích Hoài nhất định sẽ không ngồi yên không quản. Là như thế này, họ hàng nhà tớ đầu tư vào một nhà máy, đã đầu tư không ít tiền vào đó, gần đây bởi vì tiền vốn xoay vòng gặp chút vấn đề, bọn họ hết cách, chỉ có thể vay nặng lãi, hiện nay số tiền gốc cộng với lãi tổng cộng là 3 tỷ, nhưng tiền của bên phía nhà máy phải mấy ngày nữa mới có thể xoay được, bên phía bọn cho vay nặng lãi lại dục trả tiền, bọn họ tìm tớ, muốn mượn tớ tiền, nhưng cậu cũng biết tớ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, cho nên. Ngoặc kép, 3 tỷ này tớ cho cậu mượn, đợi Lục Thiên Điệp nói xong, hứa Bích Hoài liền nói thẳng. Hiện nay, công ty hứa ra đang phát triển, tiền hứa Bích Hoài có trong tay, đã không phải số tiền trước kia có thể so sánh được, 3 tỷ đối với hứa Bích Hoài bây giờ mà nói, không tính là cái gì. Lục Thiên Điệp thấy hứa Bích Hoài đáp ứng dứt khoát như vậy, cũng có hơi kinh ngạc, sau đó cô ta vội lắc đầu, nói, không cần không cần, tớ đến tìm cậu, chỉ là muốn nhờ cậu giúp họ hàng của nhà Tớ làm người đảm bảo, cậu là chủ tịch của công ty hứa ra, bên phía bọn cho vay nặng lãi chắc chắn biết thân phận này của cậu, chỉ cần cậu bảo đảm, bên đó có thể gia hạn thêm vài ngày, đến lúc đó tiền vốn của họ hàng nhà Tớ xoay được, số tiền này có thể trả được. Được, làm người đảm bảo, Tớ cần làm gì? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Cần cậu và họ hàng nhà Tớ cùng ký tên với bên cho vay, rất nhanh, không mất bao lâu cả, khi nói chuyện Lục Thiên Điệp rõ ràng có chút căng thẳng Không vấn đề Khi nào đi Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi Chuyện không thể trì hoãn nữa Họ hàng nhà tớ muốn xử lý chuyện này ngay Nếu như cậu không có việc gì gấp Chúng ta bây giờ có thể qua đó Lục Thiên Điệp mở miệng Hứa Bích Hoài gật đầu Sau đó gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền Cùng Lục Thiên Điệp rời khỏi nhà hàng Hai người các cô khi ra ngoài Bên ngoài đã có hai người trung niên đợi ở đó Bọn họ một nam một nữ quần áo mặc trên người có hơi lách thách, nhìn trông không giống mở nhà máy. Hai người thấy Lục Thiên Điệp dẫn hứa Bích Hoài đi ra, lập tức nở nụ cười, nói mấy câu chào hỏi bằng tiếng địa phương. Sau đó mấy người cùng lên xe đến cái nơi Lục Thiên Điệp gọi là nơi cho vay nặng lãi, trên đường, hai người họ hàng của Lục Thiên Điệp không ngừng đánh giá hứa Bích Hoài, thỉnh thoảng sẽ trụm đầu ghé sát tai nói hai câu, khiến cho hứa Bích Hoài có chút không thoải mái. Không lâu sai, chiếc xe dừng ở trong một con đường của thôn Thành Trung Hồng Thành, bốn người xuống xe, hai người họ hàng đó dẫn hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp đi vào trong một con ngõ. Không phải nói đến nơi cho vay nặng lãi hay sao, thế nào lại đến loại địa phương này? Hứa Bích Hoài có hơi nghi hoặc hỏi một câu. Vậy, nơi cho vay nặng lãi ở trong ngõ, bởi vì không quá chính quý, cho nên vị trí tương đổi khuất, Lục Thiên Điệp giải thích một câu. Hứa Bích Hoài gật đầu, nghĩ dù sao là họ hàng của Lục Thiên Điệp, chắc sẽ không có vấn đề gì tiếp tục đi cùng bọn họ vào trong một lúc sau lục thiên điệp đột nhiên nói mình muốn đi vệ sinh bảo hứa bích hoài đi cùng họ hàng của cô trước sau đó đi vào một con ngõ khác nói là ở đó có một nhà vệ sinh công cộng hứa bích hoài đi theo hai người đó đến một ngôi nhà hơi cũ cô lướt nhìn xung quanh ý thức đến sự việc có chút không đúng hỏi mấy người chắc chắn đây là nơi cho vay nặng lãi không nơi này căn bản không có một ai vào lúc này người đàn ông trung niên đó rút ra một sợi dây thừng trong quần áo của mình, nhanh chóng trói hứa bích hoài lại. Người phụ nữ trung nở nụ cười tà ác, nói, một cô gái lớn lên xinh đẹp như vậy, lần này nhất định có thể bán được giá tốt. chương 427, lừa bán. Khoảnh khắc hứa bích hoài bị người đàn ông trung niên trói lại thì cô biết mình bị lừa rồi, sau đó lại nghe thấy lời của người phụ nữ trung niên, trong lòng bỗng dùng mình. Mấy người thả tôi ra, mấy người muốn làm gì tôi? Hứa Bích Hoài mặt mày khẩn trương mở miệng quát. Người phụ nữ Trung Niên cười lạnh nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, "Làm cái gì?" "Đương nhiên là đưa vào trong núi, bán cô làm vợ, nếu không cô tưởng chúng tôi dụ cô đến đây làm gì?" Nói rồi, người phụ nữ Trung Niên đi cầm chiếc ghế tới, bảo người đàn ông Trung Niên trói Hứa Bích Hoài vào ghế. "Hai người thả tôi ra, bạn của tôi còn ở bên ngoài, cô ấy rất nhanh sẽ quay lại, nếu như để cô ấy nhìn thấy hai người làm chuyện này với tôi." cô ấy chắc chắn sẽ báo cảnh sát đến lúc đó hai người đều sẽ bị bắt đi hứa bích hoài quát lên một tiếng người phụ nữ trung niên bật cười mở miệng nói bạn chính là cô ta giúp chúng tôi dẫn cô đến đây cô cảm thấy cô ta sẽ giúp cô báo cảnh sát sao cô gái đừng nằm mơ nữa rất nhanh chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài đến lúc đó cô ngoan ngoãn đi theo người mua là được mặc dù trong lòng không muốn tin nhưng hứa bích hoài lúc này đã không nghĩ được khả năng nào khác nữa Cô thế nào cũng không ngờ, Lục Thiên Diệp vậy mà câu kết với người khác lừa cô, để hai người này bán cô đi. Cô không biết Lục Thiên Diệp tại sao phải làm như vậy, lấy sự hiểu biết của cô đối với Lục Thiên Diệp, cho dù Lục Thiên Diệp cũng thích Lâm Thanh Diệt, cũng không thể thông đồng với bọn xấu bán cô đi. Tuy nhiên bất luật như thế nào, chuyện này quả thật đã xảy ra, hứa Bích Hoài lúc này có suy nghĩ nguyên nhân thì đã muộn rồi, trong lòng cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cô trước đây từng nghe nói những người bị bán vào núi sâu, đến loại địa phương đó, căn bản không có khả năng trốn được ra ngoài, hơn nữa những phụ nữ bị bán đến đó bình thường cũng sẽ trở thành công cụ sinh đẻ, còn thường xuyên bị mắng chửi đánh đập, vừa nghĩ đến mình có thể chịu cảnh đó, trong lòng Hứa Bích Hoài liền thấy sợ hãi. Hai người thả tôi ra, nếu như hai người muốn tiền, tôi có thể cho hai người tiền, hai người muốn bao nhiêu cũng được, cầu xin hai người đừng bán tôi đi, Hứa Bích Hoài cầu xin. Cho chúng tôi tiền. Cô gái, cô đừng nằm mơ, nếu chúng tôi đã trói cô lại thì không thể để bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra. Cô nói cho chúng tôi tiền, thật ra muốn tìm cơ hội tiếp xúc với người bên ngoài. Nói cho cô biết, chuyện này cô đừng nghĩ nữa, cô có tiền hay không chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ biết bán cô đi, thì sẽ có một khoản tiền lớn, người phụ nữ trung niên khinh bị nhìn hứa bích hoài. Hai kẻ câm thú, hai người thả tôi ra, nếu như hai người không thả tôi ra, tôi đảm bảo hai người đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, Hứa Bích Hoài hét lên. Người đàn ông trung nên có hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp cầm chiếc khăn, nhét vào trong miệng của Hứa Bích Hoài. Thật là phiền, cô ngoan ngoãn cho tôi, nếu như cô nếu như tiếp tục kêu nữa, tôi sẽ động thủ. Miệng của Hứa Bích Hoài bị chặn lại, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai kẻ ma quỷ khủng khiếp này trói cô lại, sau đó đợi bị đưa đi. Lúc này cô mới ý thức được bản thân đã ngu ngốc đến mức nào, Trước đó Lục Thiên Điệp có nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ như vậy, mà cô lại chọn tin Lục Thiên Điệp, nhưng lại không ngờ Lục Thiên Điệp lại bắt tay với người khác bản đứng cô. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, căn bản không thể tiếp tục suy nghĩ. Lúc này trong một ngôi nhà ba tầng cách đó không xa, trước cửa sổ ở tầng ba có một nam một nửa đang đứng, chính là hai người lạc tâm và sở vân. Từ vị trí này của bọn họ, vừa hay có thể nhìn thấy ngôi nhà hứa Bích Hoài đang ở. Nhìn thấy Hứa Bích Hoài bị trói lại, trên mặt Lạc Tâm lộ ra một nụ cười hài lòng. Thật không biết sau khi Lâm Thanh Diện trở về, phát hiện vợ của cậu ta bị bọn buôn người bán đi thì sẽ có biểu tình gì, cho dù cậu ta có năng lực tìm được Hứa Bích Hoài trở về, thiết nghĩ lúc đó, Hứa Bích Hoài cũng đã mang thai đứa trẻ của người khác rồi, Lạc Tâm cười mở miệng. Sở Vân ở bên cạnh thở dài, vốn dĩ muốn nói với Lạc Tâm suy nghĩ của mình, có điều anh ta biết sự cố chấp của Lạc Tâm, cho nên chỉ nói một câu, em vui là được. Bây giờ Lâm Thanh Diện không ở Hồng Thành, hứa Bích Hoài lại bị cô bản thân của cô ta lừa đến đây, thiết nghĩ cho dù những thủ hạ đó của Lâm Thanh Diện cũng không thể rất nhanh chóng phát hiện chuyện này. Đợi khi bọn họ phản ứng lại, hứa Bích Hoài sợ rằng đã sớm bị đưa vào trong núi rồi. Lâm Thanh Diện, đợi cậu trở về, đợi mà hối hận đi, lạc tâm lần nữa tự lầm bẩm nói với chính mình. Sau đó cô ta xoay người lại, rời khỏi cửa số, theo cô ta thấy, chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên, cơ bản sẽ không xuất hiện sai sót gì nữa cho nên không cần thiết phải tiếp tục để ý nơi này. Sở Vân và Lạc Tâm cùng nhau rời khỏi chỗ này, đi vào trong con ngõ ở bên ngoài. Hai người đều không có chú ý tới, khoảnh khắc bọn họ xoay người, một bóng dáng đi vào con ngõ mà vừa rồi Hứa Bích Hoài đã đi vào. Mà lúc này một nhóm người đều chạy đến thôn Thành Trung, mục tiêu của bọn họ chính là hai người Lạc Tâm và Sở Vân vừa từ tầng ba đi xuống. Lạc Tâm không hề biết sau chuyện lần trước lâm thanh diện đã bí mật sắp xếp rất nhiều cao thủ xung quanh hứa bích hoài chắc chắn bảo đảm sự an toàn của cô từ khi hứa bích hoài cùng lục thiên điệp lên xe thì đã có người chú ý đến sự khác thường của nam nữ trung niên hơn nữa còn báo cáo với trần tài anh chuyện của hứa bích hoài trần tài anh căn bản không dám có một chút trì hoãn cho nên lập tức phái người cha rõ tình hình bên phía thôn thanh trung hơn nữa phát hiện tung tích của lạc tâm và sở vân lý huỳnh thái luôn ở trong bóng tối bảo vệ hứa bích hoài khi hứa Bích Hoài cùng Lục Thiên Điệp ăn cơm, cảm thấy không có nguy hiểm quá lớn, cho nên đã đến một quán ăn nhỏ gần đó ăn món thịt sốt mình thích. Kết quả không ngờ khi ăn xong đi ra, hứa Bích Hoài đã cùng đám Lục Thiên Điệp lên xe đi rồi. May mấy người bên cạnh hứa Bích Hoài không chỉ có một mình Lý Huỳnh Thái, Trần Tài Anh nói vị trí của hứa Bích Hoài cho Lý Huỳnh Thái, bảo anh ta mau chóng đi cứu người, còn Trần Tài Anh dẫn người vây công hai người Lạc Tâm và Sở Vân. Trong ngôi nhà, trong đôi mắt của Hứa Bích Hoài tràn đầy sự tuyệt vọng. Người nam nữ chung đó nhìn Hứa Bích Hoài, trên mặt lộ ra nụ cười ghê tởm, mở miệng nói: cô gái này quả thật lớn lên thật xinh đẹp, nhìn thôi cũng khiến tôi trong lòng ngứa ngáy. Nói rồi ông ta đi đến trước mặt Hứa Bích Hoài, đưa tay muốn nâng cầm Hứa Bích Hoài lên. Người phụ nữ trung niên thấy thế lập tức mắng một tiếng: cái đồ thối tha không biết xấu hổ nhà ông, chúng ta lát nữa phải bán cô ta đi, nếu như ông đụng vào cô ta, tiền bán sẽ thấp đi chỉ chạm cái mà thôi. Lát nữa cho cô ta mặc quần áo đẹp vào, sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Người đàn ông trung niên cười cười, sau đó đưa tay sờ lên người hứa bích hoài. Vào lúc này, cửa lớn của ngôi nhà bị người ra một cước đạp ra, cánh của đó trực tiếp bay ra, rầm một tiếng rất xuống đất. Người đàn ông trung niên và người phụ nữ trung niên bị dọa giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa. Một bóng người xuất hiện ở trôm ngôi nhà lý hù in thái liếc nhìn người phụ nữ trung niên và người đàn ông trung niên mắng to con mẹ nó lại dám ra tay với chị dâu của tôi tôi thấy hai kẻ ngu ngốc mấy người chán sống rồi ông nội đây hôm nay khiến hai người nếm thử nắm đấm của tôi có cứng hay không nói xong anh ta một bước lao đến trước mắt của người đàn ông trung niên một quyền đánh ra trực tiếp đấm vào lồng ngực của người đó răng rắc vài tiếng cơ thể của người đàn ông trung niên bay ra ngoài nôn ra một búng máu trực tiếp đập vào người của người phụ nữ trung niên cai, hai người cũng ngã ra đất. chương 428, bà ta là chủ mưu, tôi là trợ thủ. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lý Huỳnh Thái bất ngờ xuất hiện, vốn dĩ tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng xuống, cô biết, có Lý Huỳnh Thái ở đây, mọi nguy cơ cô gặp phải cũng được giải trừ. Chỉ có điều càng như thế, trong lòng cô càng cảm thấy mình vô dụng, chuyện hôm nay cô vốn dĩ có thể tránh được, chỉ là vì cô quá tin tưởng lục thiên điệp, dù cho phát hiện điểm không bình thường, cô vẫn không có nảy sinh lòng cảnh giác. Mà mỗi lần cô gặp phải phiên phức như vậy, tóm lại đều cân Lâm Thanh Diện và người Lâm Thanh Diện đã sắp xếp đến cứu mình, điều này càng khiến cô cảm thấy mình vô dụng, trước nay đều không thể tự mình xử lý những rắc rối này, chỉ có thể dựa vào đám người Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh, Lý Huỳnh Thái. Một cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng cô, mặc dù nguy cơ đã giải trừ, cô lại càng lúc càng cảm thấy giữa mình và Lâm Thanh Diện có sự cách biệt khó để bù đắp nổi sau khi một cú đấm của lý huỳnh thái đánh bay người đàn ông trung niên kia thì vội vàng đi đến bên hứa bích hoài cởi dây trói trên người cô xuống mở miệng hỏi chị dâu chị không sao chứ hứa bích hoài lắc đầu dáng vẻ mất hôn lạc phách nói một câu cảm ơn lý huỳnh thái cười mở miệng nói chị còn khách khí với em làm gì bảo vệ chị là nhiệm vụ anh diện giao cho em nếu như cô xảy ra chuyện anh diện chắc chắn sẽ không tha cho em chuyện này đều là việc em nên làm trên mặt hứa bích hoài lộ ra nụ cười khổ, không tiếp tục nói gì nữa, chỉ cảm thấy lời này của Lý Huỳnh Tháo lại khiến cảm giác đó trong lòng cô càng đậm hơn. Cô bây giờ giống như con chim sợ càng cong, ở trong giai đoạn cực kỳ mân cảm, mặc kệ sự thật như thế nào, cô đều cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều chứng minh với cô, cô mãi mãi chỉ phụ thuộc vào lâm thanh diện, hai người không tồn tại quan hệ bình đẳng. Cô hoàn toàn không thể sắp xếp được tình cảm trong chuyện này, Thân phận hiện nay của Lâm Thanh Diện quả thật cao hơn Hứa Bích Hoài rất nhiều, tuy nhiên hy vọng mà năm đó Hứa Bích Hoài cho Lâm Thanh Diện mãi mãi không thể so sánh được. Nếu như Lâm Thanh Diện bây giờ ở bên cạnh cô, cô nói chuyện này với Lâm Thanh Diện, thật ra cũng không có gì, mấu chốt là Lâm Thanh Diện bây giờ không ở đây, Hứa Bích Hoài không thể phát tiết những cảm xúc trong lòng mình ra, cho nên càng nghĩ càng loạn. Chị dâu, chị đợi ở đây trước, em đi thu thập hai kẻ đáng chết đó đã, bọn họ dám ra tay với chị em tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn họ. Lý Huỳnh Thái nói một câu, sau đó bèn xoay người đi về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên bị một đấm của Lý Huỳnh Thái nôn ra máu, xương ngực chắc gãy không ít, có điều điều không phải vết thương chí mạng. Sau khi người phụ nữ trung niên bị người đàn ông trung niên đè lên, cũng không ngừng run giấy, có điều rất nhanh bị người đàn ông trung niên đẩy ra, vỗ vỗ mông đứng dậy. Mặc dù Lý Huỳnh Thái đá cửa vào khiến bà ta giật mình, có điều bà ta đối với thực lực của Lý Huỳnh Thái không có ấn tượng chuẩn xác, theo bà ta thấy, thanh niên trẻ tuổi nên mới có thể làm được loại trình độ như của Lý Huỳnh Thái. Sau khi đứng dậy, người phụ nữ trung niên lập tức quay đầu trợn mắt với Lý Huỳnh Thái, mở miệng mắng to, "Cậu là tên khốn chui từ đâu ra, cậu tại sao muốn động thủ với người của chúng tôi? Cậu không muốn sống sao? Hai người động vào người không nên đụng, chán sống là hai người." Lý Huỳnh Thái lạnh lùng nói một câu người phụ nữ trung niên giống như mụ già chua ngoa, không hề đem khí thể trên người Lý Huỳnh Thái đặt vào trong mắt. Theo bà ta thấy, Lý Huỳnh Thái nhiều nhất cũng chỉ là hù dọa, thật ra không dám làm gì bọn họ. Bớt ở đó giả bộ với bà đi, cậu bây giờ nhanh chóng bồi thường 600 triệu tiền viện phí cho tôi, sau đó từ đây lăn đi, đằng sau chúng tôi có nhân vật lớn chống lưng, cậu nếu như chọc vào nhân vật lớn đằng sau chúng tôi, đầu cũng không giữ nổi đâu. Người đàn bà trung niên quát, hứa bích hoài cười lạnh một tiếng anh ta trước khi đến thì biết sau lưng hai kẻ buôn cười này có người sai khiến chân tài anh đã dẫn người đi tìm người đứng sau hai kẻ buôn người này lý huỳnh thái không cần lo lắng cái gì cả anh ta đi đến trước mắt người phụ nữ trung niên trực tiếp quăng một cái tát lực đạo rất lớn trực tiếp để lại dấu tay đỏ rực trên má của người phụ nữ trung niên đó mạng của hai người không giữ được rồi còn muốn tiên viện phí thì có tác dụng gì loại người xấu xa như hai người sống trên đều chỉ lãng phí oxy lý huỳnh thái lạnh giọng nói người phụ nữ trung niên lập tức dựng tóc gáy bà ta theo bản năng giơ tay lên muốn cào vào người của lý huỳnh thái miệng còn mắng đồ khốn cậu dám đánh tôi bà đây cào chết cậu lý huỳnh thái túm lấy tay của người phụ nữ trung niên sau đó dùng lực bẻ gãy cánh tay của bà ta đối với bọn chuyên buôn bán người này lý huỳnh thái trước nay chưa từng hạ thủ lưu tình anh ta lúc đó có hội trực tiếp giết chết hai người này, nhưng anh ta lại cảm thấy trực tiếp giết bọn họ có hơi hời cho bọn họ rồi. Trước khi đưa hai người này đến gặp Diêm Vương ra, anh ta nhất định phải khiến hai người này nếm đủ đau khổ đã. Người phụ nữ trung niên thấy cánh tay của mình bị gãy, lập tức kêu thảm thiết, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, biết lúc này, bà ta mới ý thức đến, người trước mắt không có nói đùa với bà ta. Bà ta sợ hãi lùi về phía sau, một tay đỡ cánh tay đã gãy của mình, cắn răng nói, cậu, cậu đừng đến đây, cậu nếu như còn dám động thủ với tôi, cảnh sát sẽ không tha cho cậu, cậu bây giờ đang phạm tội. Lý Huỳnh Thái bật cười thành tiếng, nói chuyện trước đó hai người làm, lẽ nào không phải phạm tội sao? Tôi bây giờ làm chỉ là trừ gian diệt ác mà thôi. Nói xong, anh ta lại xảy bước đi tới, túm một cánh tay còn lại của người phụ nữ trung niên, không chút do dự, khiến cánh tay này của bà ta hoàn toàn mất đi sự cần thiết phải tồn tại người phụ nữ lúc này mới ý thức được người bọn họ bắt lần này không có đơn giản như vậy người đến cứu cô quả thật chính là một tên ma quỷ tôi sai rồi cậu nhóc cậu tha cho tôi đi tôi sau này không dám làm loại chuyện này nữa cầu xin cậu tha cho tôi người phụ nữ trung niên xin tha bây giờ xin tha muộn rồi lý huỳnh thái một cước đá vào bụng của bà ta đã bà ta ngã ra đất sau đó dùng tốc độ xét đánh ngang tai đánh gãy hai chân của người phụ nữ sắc mặt của người phụ nữ tái nhợt, đã trở nên thoi thóp, tay chân đều mất đi trí giác trong đầu của bà ta chỉ còn lại sự thống khổ. Làm xong những chuyện này, Lý Huỳnh Thái quay đầu nhìn người đàn ông nằm một bên, người đàn ông trung niên đó chứng kiến toàn bộ quá trình Lý Huỳnh Thái hành hạ người phụ nữ trung niên, lúc này da đầu của ông ta đã nứt toác, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Theo bản năng ông ta muốn trốn xa khỏi nơi này, nhưng một cước lúc đó của Lý Huỳnh Thái đã khiến ông ta mất đi sức lực, chỉ có thể như con run đất mà nhích từng chút bên mặt đất. Tha cho tôi, là, là ả à đàn bà ngu xuẩn đó ép tôi làm chuyện này, bà ta là chủ mưu, tôi chỉ là trợ thủ bà ta tìm về mà thôi, người đàn ông trung niên mặt mày tuyệt vọng mở miệng kêu lên. Đã vào lúc này rồi, ông nói mấy điều này, còn có tác dụng sao? Ông cảm thấy tôi sẽ làm gì bà ta, và sẽ tha cho ông, để lại cho mình một mầm họa sao? khóe môi của Lý Huỳnh Thái lộ ra nụ cười xấu xa, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông trung niên. Không đến 2 phút, tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên vang trọng ở đây. Giải quyết xong đôi nam nữ trung niên, Lý Huỳnh Thái đi đến bên cạnh hứa Bích Hoài mở miệng nói, chị dâu, em đưa em về. Hứa Bích Hoài từ trên ghế đứng dậy, cùng Lý Huỳnh Thái đi ra bên ngoài. Lúc này có hai người chạy đến trong căn nhà, sau khi nhìn thấy Lý Huỳnh Thái, vội nói, anh Lý, anh Trần đã tìm được kẻ đứng sau rồi, một nam một nữ, anh ấy dẫn anh em bao vây hai người đó rồi, có điều thực lực của người đàn ông đó rất mạnh, anh Trần bảo chúng em gọi anh đến. Lý Huỳnh Thái gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Hứa Bích Hoài ở bên cạnh mình, mở miệng nói: "Chị dâu, chị đi theo em, bọn họ chỉ có hai người, lát nữa chị nấp ở xa một chút, chỉ cần không làm chị bị thương là được." Hứa Bích Hoài cũng không từ chối, cô cũng muốn biết rốt cuộc là ai đứng sau sai khiến chuyện này. Lục Thiên Điệp không thể không có duyên cớ mà làm chuyện này với cô, cho nên cô nghĩ Lục Thiên Điệp bị người khác uy hiếp. Liên tưởng đến người lần trước mạo danh là tình đầu của Lâm Thanh Diệt, hứa bích hoài ẩn ẩn cảm giác, chuyện hai lần này chắc đều là người đó làm. Trước khi đi ra, Lý Huỳnh Thái liếc nhìn đôi nam nữ trung niên, mở miệng nói, vứt hai bọn họ vào trong rừng cho chó ăn. Hai người đó lập tức gật đầu, nam nữ trung niên đó nghe thấy lời của Lý Huỳnh Thái thì chìm vào tuyệt vọng, chỉ đáng tiếc bây giờ muốn hối hận, đã quá muộn rồi. Lý Huỳnh Thái dẫn hứa Bích Hoài từ trong căn nhà đi ra, xảy bước đi về chỗ của đám Trần Tài Anh. Không lâu sau, hai người đi vào một con ngõ, nhìn thấy cách đó không xa Trần Tài Anh dẫn theo mười mấy người vây lấy một nam một nữ. Hai người Lạc Tâm và Sở Vân đều không có ngờ, bọn họ lần này quay về Hồng Thành lên kế hoạch hãm hại hứa Bích Hoài, vậy mà nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, bọn họ vừa từ trong căn nhà chưa được bao lâu thì đã bị Trần Tài Anh dẫn người chặn lại rồi hai người bọn họ không hề biết, sau khi chuyện lần trước xảy ra, Lâm Thanh Diện bèn đặt an nguy của hứa Bích Hoài lên hàng đầu, anh sắp xếp ở bên cạnh hứa Bích Hoài tất nhiều tai mắt và vệ sĩ, nếu như còn có thể để hai người lạc tâm và sở vân thành công, Trần Tài Anh cũng quá ngu rồi. Trần Tài Anh không biết lạc tâm, trước đây lạc tâm đến Hồng Thành, Trần Tài Anh chưa từng gặp, anh ta chỉ nghe Lâm Thanh Diện nhắc đến, cho nên không biết người phụ nữ trước mắt này, chính là Trần Tài Anh đã uống thuốc độc tự vẫn trước mặt Lâm Thanh Diện lúc này hai người lạc tâm cảnh giác nhìn đám người trần tài anh trần tài anh mặt mày cũng cẩn trọng như thể cho dù đối diện chỉ có hai người cũng không dám lơ là hai người rốt cuộc là ai tại sao lại muốn ra tay với hứa bích hoài trần tài anh lạnh lùng nói lạc tâm nheo mắt nhìn trần tài anh mở miệng nói chuyện này không liên quan đến mấy người tôi khuyên mấy người tốt nhất bây giờ mau chóng cút đi nếu như mấy người đều sẽ không có kết cục tốt đẹp lạc tâm sao là bà bà không phải đã chết rồi sao? Vào lúc này, giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc của hứa Bích Hoài vang lên. Lạc tâm quay đầu nhìn, sau khi nhìn thấy hứa Bích Hoài, sắc mặt tối xâm lại, cô ta không ngờ, kế hoạch của mình lại thất bại một lần nữa. Sắc mặt của hứa Bích Hoài tràn đầy vẻ khó tin nhìn lạc tâm, sau khi Lâm Thanh Diện trở về đã nói chuyện xảy ra ở Kinh Đô cho cô, hứa Bích Hoài biết lạc tâm ở trước mặt Lâm Thanh Diện uống thuốc độc tự vẫn, nếu không Lâm Thanh Diện cũng không thể yên tâm rời khỏi Hồng Thành. Tuy nhiên bây giờ người đã chết vậy mà lại xuất hiện trước mặt cô, chuyện này sao có thể khiến cô không kinh ngạc cho được. Trần Tài Anh sau khi nghe thấy tiếng kêu của hứa Bích Hoài, cũng lập tức hiểu thân phận của người phụ nữ ở trước mắt, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, có điều anh ta biết, nhiệm vụ chính bây giờ của anh ta là bắt hai người này lại, chỉ cần bắt được bọn họ, chuyện khác cũng dễ điều tra. Nếu đã là kẻ thù của Lâm Thanh Diệt, vậy hai người cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Tất cả mọi người nghe lệnh, Mặc kệ hậu quả bắt hai bọn họ lại, không thể bắt sống, vậy thì lấy xác." Trần Tài anh hét lên một tiếng. Lúc này Sở Vân cản trước mặt Lạc Tâm, lạnh lùng nhìn những người xung quanh, mở miệng nói, "Muốn bắt cô ấy, trước tiên phải qua cửa của tôi." Chương 429, người đến giúp đỡ cô. Trần Tài anh thấy Sở Vân đứng ra, hai mắt híp lại, vừa rồi anh ta cũng đã giao đấu qua với Sở nên biết thực lực của đối phương rất mạnh. Cho dù anh ta đã huấn luyện với Lý Vân Khê lâu như vậy nhưng cũng vẫn không phải đối thủ của đối phương. Cho nên anh ta mới có thể rằng co với hai người Lạc Tâm và Sở Vân Lâu như vậy, chờ Lý Huỳnh Thái chạy tới. Sở Vân là cận vệ của Lạc Tâm, thực lực đã được trải qua rất nhiều lần sàng lọc, cho dù là ở nhà họ Lâm thì Sở Vân cũng là người có sức chiến đấu hàng đầu. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể để Lý Huỳnh Thái đánh một trận với Sở Vân trần tài anh cũng không lo lắng vì lý huỳnh thái không phải đối thủ của sở vân ở đây bọn họ còn có nhiều người như vậy đến lúc đó cùng nhau xông lên cho dù sở vân có năng lực bằng trời thì chắc chắn cũng không thể nào chạy thoát được tôi khuyên các anh nên thức thời một chút cho dù các anh có nhiều người thì tuyệt đối cũng không thể là đối thủ của sở vân được đâu các anh chỉ là một đám lưu manh ở một địa phương nhỏ mà thôi chỉ sợ là còn không biết thế nào mới là cao thủ thực sự vẻ mặt lạc tâm tràn đầy khinh thường nhìn mấy người trần tài anh một chút Nghe được lời này của Lạc Tâm, trong lòng Lý Huỳnh Thái lập tức sinh ra một tia bất mãn, anh ta trực tiếp đi ra đằng trước mọi người đứng ở trước mặt sở vân, lạnh lùng nói tôi thấy anh ta cũng chỉ là cao thủ quen mà thôi, các người thật sự cho rằng mình tới từ kinh đô là chúng tôi sẽ kém hơn các người một bậc à. Hôm nay ông đây sẽ khiến cho khác người biết được cao thủ của các người ở trong mắt ông đây chỉ là cái rắm mà thôi. Hừ, nói khoác, mấy người ở nơi xó xỉnh này quả nhiên đều thiển cận như vậy, thực lực của Sở Vân so với loại mèo ba chân như các người chắc chắn là lợi hại hơn nhiều rồi, mặt mũi Lạc Tâm vẫn tràn đầy khinh thường như cũ. Lý Huỳnh Thái không hề đáp lại Lạc Tâm mà quay đầu nhìn Trần Tài anh một chút, mở miệng nói, "Trước hết mọi người đứng ở bên ngoài quan sát đã, để tôi đối phó với tên này trước, hôm nay tôi sẽ khiến cho anh ta hiểu ra rằng cho dù Hồng Thành chỉ là một địa phương nhỏ nhưng cũng không phải là nơi mà bọn họ có thể tùy tiện dương oai." "Vậy anh phải cẩn thận đấy." Trần Tài anh không nói gì, chỉ dặn dò một câu yên tâm, tôi tự biết tính toán, Lý Huỳnh Thái trả lời một câu rồi quay đầu nhìn về phía sở vân. Sở vân cũng không nói lời nào, anh ta nhìn thấy Lý Huỳnh Thái như vậy không do dự chút nào đã hung hăng muốn ra tay, lúc này liên làm ra tư thế chuẩn bị ứng chiến. Lý Huỳnh Thái hét lên một tiếng, trong nháy mắt ra tay, vung một nắm đấm rất mạnh hướng phía sở vân. Lạc tâm thấy Lý Huỳnh Thái muốn một mình chiến đấu với sở vân lập tức nhếch miệng lên, dưới cái nhìn của cô ta, hành vi này của lý huỳnh thái chẳng khác nào là đang tìm cái chết trong lòng sở vân cũng có một chút hiểu biết về hồng thành xác suất để địa phương nhỏ này xuất hiện cao thủ là rất nhỏ cho nên anh ta cũng cho rằng lý huỳnh thái chẳng có bao nhiêu thực lực anh ta vươn tay ra chặn lại nắm đấm của lý huỳnh thái trong nháy mắt tiếp xúc với nắm đấm kia sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi sau đó cơ thể nhanh chóng thối lui về phía sau mượn việc lui lại để giải phóng sức mạnh mà nắm đấm của lý huỳnh thái truyền tới nếu như anh ta không phản ứng nhanh thì với cú đấm vừa rồi của lý huỳnh thái đã có thể đánh gãy tay anh ta rồi sao tên này lại mạnh như vậy được nhỉ trong đầu sở vân lóe lên ý nghĩ này sau đó anh ta không còn dám khinh địch nữa mà nghiêm túc chiến đấu với lý huỳnh thái lạc tâm cũng nhận ra sức mạnh của lý huỳnh thái anh ta có thể ép cho sở vân phải lui lại nhưng cô ta cũng không cho rằng chỉ bằng lý huỳnh thái là có thể thắng được sở vân vừa rồi có lẽ chỉ là do sở vân sai lầm thôi trong khoảng thời gian này, dưới sự huấn luyện của Lý Vân Khê, thực lực của Lý Huỳnh Thái đã đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cường độ huấn luyện của anh ta còn gấp đôi mấy người Trần Tài Anh, sự gian khổ trong khoảng thời gian này thực sự là người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi. Cộng thêm Lý Huỳnh Thái vốn là người có thiên phú về võ học, cho nên thực lực hôm nay đã sớm không còn như xưa. Cho dù Sở Vân có mạnh đến đâu thì võ quán Vân Khê cũng không thèm để vào mắt, hơn nữa Lý Huỳnh Thái còn được xem như một nửa đồ đệ của Lý Vân Khê. Nếu ngay cả Sở Vân cũng không đánh được thì sau này làm sao còn có mặt mũi mà đi gặp Lý Vân Khê nữa. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu thì Sở Vân bắt đầu cảm nhận được áp lực đến từ Lý Vân Khê, anh ta biết nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn anh ta sẽ thua Lý Huỳnh Thái, đến lúc đó anh ta và Lạc Tâm cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Lạc Tâm cũng nhìn ra Sở Vân không phải đối thủ của Lý Huỳnh Thái, lông mày cũng nhíu chặt lại nhưng cô ta lại không biết đánh nhau nên chỉ có thể ở một bên lo lắng suông không bao lâu lâu sau, sở vân tung một cú đá khiến Lý Huỳnh Thái phải lui lại phía sau mấy bước, lợi dụng khoảng cách này, sở vân trực tiếp quay người lại một phát bắt lấy cánh tay lạc tâm sau đó cõng cô ta lên trên người mình, nhanh chóng chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Anh ta biết hôm nay mình không thể đánh bại được Lý Huỳnh Thái cho nên chỉ có thể mang theo lạc tâm chạy trốn. Lý Huỳnh Thái không ngờ sở vân lại quả quyết như vậy, biết mình không đánh lại được liền trực tiếp mang người chạy trốn. Đuổi theo, trần tài anh thấy thế lập tức đuổi theo hướng sở vân vừa chạy đi lý huỳnh thái cũng không hề do dự nhanh chóng vọt theo sở vân mang theo lạc tâm chạy vào trong một ngõ nhỏ khác lợi dụng vị trí địa lý phức tạp ở đây để tạm thời thoát khỏi sự truy bắt của đám người lý huỳnh thái anh ta cõng lạc tâm tung người nhảy lên vượt qua một bức tường thấp nhảy vào trong một khoảng sân nhỏ nơi này đã sớm hoang phế từ lâu khắp nơi trong sân đều mọc đầy cỏ dại sau khi sở vân đặt lạc tâm vào trong đám cỏ dại kia liên che đậy kín thân thể của cô ta rồi nhỏ giọng nói cô trốn ở đây đi tôi ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ nếu như tôi không trở về thì cô cũng không được ra ngoài tìm tôi để cho an toàn thì tốt nhất cô hãy đợi đến buổi tối rồi hãy ra khỏi nơi này anh ở lại đây với tôi đi nếu anh ra ngoài chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt lại lạc tâm mở miệng nói sở vân cười cười nói nếu như chúng ta cùng ở lại chỗ này thì sẽ bị bọn họ bắt lại đó Thân hình của cô khá nhỏ nhắn nên đám cỏ dại này vừa vặn che được cho cô, bọn họ cũng không dễ dàng phát hiện ra còn nếu tôi ở lại đây cùng với cô thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Yên tâm đi, nếu mà tôi muốn chạy thì chắc chắn bọn họ sẽ không đuổi được tôi đâu. Nói xong, Sở Vân Định đứng dậy nhưng lúc này anh ta lại dừng lại một chút, sau đó cúi người xuống khẽ hôn một cái lên trên trán Lạc Tâm, thấp giọng nói cố gắng sống sót. Nước mắt Lạc Tâm lập tức chảy ra, trong lòng cô ta rất rõ ràng nếu Sở Vân đi ra ngoài thì khả năng có thể chạy thoát là cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có Sở Vân ra ngoài đánh lạc hướng người bên ngoài đi chỗ khác thì Lạc Tâm mới có cơ hội chạy thoát được. Sở Vân không hề chân chừ nữa, lúc này anh ta đã đứng dậy nhảy qua bức tường thấp kia, bây giờ đám người Trần Tài anh vẫn chưa đuổi tới nơi, Sở Vân nhìn chằm chằm hai hướng của ngõ nhỏ sau đó chọn lấy một hướng rồi nhanh chóng chạy tới. Lúc sắp chạy tới biên giới của khu thành cổ, hai người Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh mới đuổi kịp Sở Vân. Lý Huỳnh Thái xài bước chạy tới, vung tay đấm thẳng vào lưng Sở Vân. Sở Vân không kịp phản ứng, bị Lý Huỳnh Thái đấm một phát như vậy liền ngã lăn ra mặt đất, phun ra một ngụm máu. Lý Huỳnh Thái đi tới, sách Sở Vân lên khỏi mặt đất, chửi rủa con mẹ nó, mày thích chạy nhỉ, bây giờ mày thử chạy một cái cho ông đây xem nào, dám ra vẻ ở trước mặt ông đây à, bây giờ đã biết kết quả như thế nào chưa? khóe miệng sở vân có vết máu, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười khinh miệt, mở miệng nói, mày đắc ý cái gì, cho dù không đánh lại được thì sao chứ, cùng lắm thì cũng chỉ là mất mạng thôi mà. Trần Tài Anh nhìn chầm chầm vào anh ta, hỏi, lạc tâm đâu? Mày giấu cô ta ở đâu rồi? Giấu ở trong lòng tao, mày tin không? Khóe miệng sở vân tuét ra một nụ cười. Lý Huỳnh Thái không nói hai lời liên đấm cho sở vân một quyên, một lần nữa lại khiến anh ta phun ra một ngụm máu mẹ nó mau nói ra tung tích của người phụ nữ kia ngay nếu không hôm nay tao sẽ từ từ đánh gãy từng cái xương để mày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong lý huỳnh thái hung ác nói cho dù hôm nay mày có chém tao cả ngàn đao thì tao cũng không bao giờ nói ra cô ấy ở chỗ nào đâu bọn mày có thể giết tao nhưng cả đời này cũng đừng mong bắt được cô ấy cô ấy sẽ một lần nữa trưởng thành đến lúc đó tất cả bọn mày sẽ phải chết ở trên tay của cô ấy sở vân rất điên cuồng hai mắt đỏ bừng cộng thêm miệng đầy máu tươi nhìn qua giống như là một người điên lý huỳnh thái lại đấm vào người sở vân một phát nữa lần này xương cốt trên người sở vân vang lên một tiếng răng rắc trên mặt anh ta cũng lộ ra vẻ đau đớn có nói không lý huỳnh thái hử lạnh một tiếng ha ha mày nói thử xem tao là vệ sĩ đã trải qua huấn luyện đặc biệt cho dù mày có tra tấn tao một cách vô nhân đạo thì tuyệt đối cũng không thể lấy được bất kỳ thông tin gì từ miệng tao đâu mày bỏ cái suy nghĩ đó đi sở vân thả chết chứ không chịu khuất phục nói lý huỳnh thái lập tức nổi giận anh ta trực tiếp tay đấm chân đá với sở vân không bao lâu sau thấy sở vân không còn động đậy nữa trần tài anh mới ngăn lý huỳnh thái lại trần tài anh đưa tay thử sờ soạng trước mũi sở vân một chút sau đó mới quay đầu lại nhìn lý huỳnh thái mở miệng nói anh ta chết rồi lý huỳnh thái trừng mắt lên nói không thể nào tôi mới đánh được có mấy cái đâu chứ Trần Tài Anh liếc mắt nhìn anh ta, sau đó mở miệng nói, tìm người xử lý thi thể của anh ta đi, những người còn lại cùng tôi đi tìm tung tích của Lạc Tâm. Bây giờ Lạc Tâm không có người bảo vệ nên có lẽ cũng không thể chạy xa được, nếu như có thể bắt được thì chờ Lâm Thanh Diện trở về sau đó sẽ xử lý. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, một đám người lập tức phân tán ra, tìm kiếm tung tích của Lạc Tâm. Đêm, dạng sáng, từng đợt tiếng côn trùng kêu vang quanh sân bỏ hoang, cỏ dại thành đống, dưới ánh trăng chiếu rọi có vẻ hơi ảm đạm. Đúng lúc này, đám cỏ đại kia lại đột nhiên lay động, ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh liên đứng lên, nếu như lúc này trong sân có người thì chắc chắn sẽ cho rằng mình gặp ma. Lạc tâm vô cùng phờ phạc, mặt mũi lấm lem, bờ môi khô nứt, ánh mắt lờ đờ như mất hồn. Nếu như cô ta không đoán sai thì bây giờ sở vân đã chết trong tay đám người trần tài anh rồi, với tính cách của tên kia thì tuyệt đối sẽ không làm tù binh trong tay kẻ địch. Nghĩ đến đây, Lạc Tâm cũng có chút đau lòng. Bây giờ người duy nhất cô ta có thể dựa vào đã không còn nữa, chỉ còn lại một mình cô ta, mà chính bản thân cô ta cũng không biết tiếp theo mình nên đi đâu. Thế lực của Lâm Thanh Diện đã thành, vẹn vẹn chỉ bằng sức lực của một mình cô ta thì cũng rất khó để có thể dung chuyển được ngọn núi to lớn Lâm Thanh Diện này. Cô ta đi đến bên tường, khó khăn trèo qua bức tường kia. Lúc nhảy qua bên kia bởi vì không đứng vững nên bị ngã ngồi bệt xuống mặt đất. Lúc này cô ta rất muốn khóc nhưng mà cô ta lại sợ tiếng khóc của mình sẽ đánh động đến những người ở khu thành cổ kia, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Cô ta cắn răng định đứng dậy từ dưới đất, ngay lúc này lại có một bóng người xuất hiện ở trước mặt cô ta, lạc tâm ngỡ ẩm đầu lên lại trông thấy một người đột nhiên xuất hiện khiến cho cô ta sợ tới mức tưởng mình đã gặp ma. Anh, anh là người hay là ma? Lạc tâm vô cùng căng thẳng mở miệng hỏi một câu. Cô nghĩ sao? Người kia người mặc một bộ âu phục màu đen, dưới ánh trăng, khuôn mặt anh ta lộ ra sự kiên nghị, gọng kính đen trên mặt khiến cho anh ta có mấy phần nhã nhặn, nhìn qua giống như là một người thư ký. Anh là người của Trần Tài anh đúng không? Lạc Tâm cảnh giác nhìn người kia, cũng không phải, tôi không thuộc về nơi này, người kia đáp lại. Vậy anh là ai? Lạc Tâm mở miệng hỏi. Là người đến giúp đỡ cô, người kia nhàn nhạt trả lời. Chương 430, thử nghiệm. Quan lĩnh. Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng trong nửa tháng này Lâm Thanh Diện đã kịp thích ứng được với cuộc sống ở quan lĩnh, cũng càng hiểu rõ hơn về nơi này. Sau một thời gian ngắn sống ở đây, Lâm Thanh Diện phát hiện ra nơi này cũng không hề đáng sợ giống như miêu tả của Trịnh Trí Cường. Mặc dù quả thực nơi này không có pháp luật và thực sự cũng thường xuyên có người chết nhưng cũng không phải là ai đi vào đây cũng sẽ chết. Hơn nữa sau khi giao tiếp với một số người ở đây, Lâm Thanh Diện càng cảm thấy nghi ngờ đến cùng có phải vợ của Trịnh Trí Cường bị người ở quan lĩnh bắt cóc đi hay không. Bởi vì Hoa Man đã nói với Lâm Thanh Diệt, trước giờ người ở Quan Lĩnh sẽ không làm những chuyện hạ lưu như vậy. Quả thật nơi này của bọn họ có rất nhiều cô gái làm nghề cung cấp dịch vụ kia nhưng những cô gái này một phần là do Quan Lĩnh bồi dưỡng, một phần khác đúng là từ bên ngoài mang vào nhưng tất cả những người này đều là tự nguyện. Những người phụ nữ kia cũng giống như mấy người bọn họ bị nhốt trong địa lao vậy, đều cần phải dùng tiền gấp hoặc là cùng đường mặt lộ, chấp nhận món quà của Quan Lĩnh, bán thân thể của mình, đi vào phục vụ nơi này những lời trịnh trí cường từng nói quan lĩnh thường nhắm vào các sao nữ đang nổi tiếng và bắt cóc họ mang tới đây nhưng xem ra trong mắt hoa man và những người khác thì đây hoàn toàn chỉ là lời đồn nếu những người đứng đầu của các tập đoàn kia muốn chơi các sao nữ thì ở bên ngoài cũng có thể làm được không nhất thiết phải đặc biệt tới quan lĩnh mà quan lĩnh cũng khinh thường làm những chuyện như vậy cho nên lâm thanh diện có chút nghi ngờ có khả năng năm đó vợ của trịnh trí cường đúng là đã bị tai nạn xe cộ chết rồi chẳng qua là trịnh trí cường không thể nào tiếp nhận được chuyện đó, trong tiềm thức liền đem cái chết của vợ mình liên kết với hoàn cảnh xung quanh, đây cũng coi như chấp niệm để anh ta có thể tiếp tục sống. Nếu sự thật là như vậy thì Lâm Thanh Diện lại cảm thấy trịnh trí cường rất đáng thương, dù sao đã điều tra nhiều năm như vậy và quả thực cũng đã tìm ra được cách tiến vào quan lĩnh, nhưng nếu cuối cùng lại phát hiện ra vợ anh ta không hề bị người của quan lĩnh bắt đi, vậy chắc chắn anh ta sẽ sụp đổ. Nhưng mà đây chính là thế sự vô thường, Chính bởi vì có đủ loại trời xui đất khiến này mới có thể sáng tạo ra một thế giới rực rỡ phức tạp như vậy. Trong thời gian nửa tháng này, danh tiếng của Lâm Thanh Diện cũng được lan rộng một cách nhanh chóng ở trong địa lao, trong lúc đó anh đã lên lôi đài hai lần, dùng thực lực của mình hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người ở trong địa lao. Trước kia phòng số 13 là kém nhất ở trong địa lao này, nhưng từ khi Lâm Thanh Diện đến, phòng số 13 liên trở thành một tồn tại khiến cho người ở tất cả những phòng khác nghe tin đã sợ mất mật. Tất cả mọi người đều biết, một khi lên lôi đài mà gặp phải Lâm Thanh Diện thì tốt nhất là trực tiếp nhận thua thì hơn, bởi vì bọn họ cũng không có cơ hội nào để chiến thẳng. Mà Lương Cung Nhạn xương và Thượng Quan Môn cũng không tiếp tục gây rắc rối cho Lâm Thanh Diện nữa, có thể là Lương Cung Nhạn xương thật sự sợ Lâm Thanh Diện sẽ chuyển bức ảnh trong điện thoại di động ra ngoài, cho nên sau đó cũng không hề tới tìm Lâm Thanh Diện nữa. Kể từ ngày đó về sau Thượng Quan Môn cũng không tiếp tục phái người tới đối phó với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cũng không biết nguyên nhân vì sao nhưng chỉ cần cái người chưa từng gặp mình đã muốn giết mình này không đến gây rắc rồi cho mình nữa là anh đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Trong phòng số 13, Lâm Thanh Diện đang ngồi ở trên giường nhìn chầm chầm vào những người khác ở trong cùng phòng. Lúc này tất cả mọi người ở phòng số 13 đều đang nằm dạp trên mặt đất tập chống đẩy, động tác khá là đồng đều, nếu như người nào không biết những người này đều là bởi vì cùng đường mạt lộ mới liều mạng tiến vào ở trong quan lĩnh nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ còn cho rằng bọn họ đều là vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Báo cáo đại ca, 100 cái chống đẩy đã xong. Lúc này một người dừng lại, hô một câu với Lâm Thanh Diện. Hai người một tổ, bắt đầu thực hiện động tác gập bụng, mỗi người 200 cái, không làm xong thì không có cơm ăn, Lâm Thanh Diện mở miệng. Những người kia nhanh chóng bắt cặp với nhau, không hê lề mê chậm chạp một chút nào, một người đè lên chân của người kia, người còn lại thì bắt đầu làm động tác gập bụng, trong thời gian này, Lâm Thanh Diện vẫn luôn cố gắng nâng cao sức mạnh tổng thể của phòng số 13, ở nơi này, tự bản thân không mạnh mẽ thì sẽ rất dễ bị đào thải. Đương nhiên, sở dĩ anh làm như thế cũng không phải vì muốn giúp mọi người ở phòng số 13 nhận được đồ ăn tốt hơn mà thuần túy là bởi vì bình thường những người này không có cơ hội để tranh tài, trong phòng cũng không có việc gì lại còn thường xuyên thảo luận một số chủ đề thô tục, cho nên Lâm Thanh Diện dứt khoát tiến hành huấn luyện thân thể cho bọn họ, một mặt có thể khiến cho bọn họ không còn vô tổ chức như vậy nữa, mặt khác cũng có thể khiến cho môi trường sống của Lâm Thanh Diện bất hỗn loạn. Lúc đầu những người này còn không tự nguyện tiếp nhận huấn luyện của Lâm Thanh Diện, đáng tiếc là dưới năm đấm của Lâm Thanh Diện, rất nhanh không còn ai dám có ý kiến bất mãn gì nữa. Lâm Thanh Diện còn đưa ra quy định nếu ngày hôm đó không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không có cơm để ăn, bây giờ những người này đều vì mỗi ngày có thể được ăn thịt cá mà liều mạng huấn luyện. Lúc này cửa phòng bị mở ra, Hoa Man từ bên ngoài đi vào, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện. "Đại ca, thí luyện của anh đã được sắp xếp xong, ngay buổi chiều hôm nay, chỉ cần thông qua thử thách lần này thì người của quan lĩnh ở bên kia sẽ sắp xếp thí luyện cho anh, lập tức chọn cho anh một cao thủ trong bảng chiến thần để anh khiêu chiến, nhất định anh phải tham gia thử thách lần này đấy." Hoa Man bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nói: "Đương nhiên rồi." Thông qua thử thách và lần khiêu chiến này là tôi sẽ lấy lại được tự do ở Quan Lĩnh, chẳng lẽ anh muốn cả đời này đều bị giam ở trong địa lao này ư? Ừ. Mặc dù nói là như vậy, cũng không ai muốn bị nhốt ở nơi này nhưng muốn thông qua được thử thách lần này cũng không dễ dàng đâu, huống chi khiêu chiến với cao thủ nằm trong bảng chiến thần, còn đáng sợ hơn nữa, thông qua được quả thật có thể lấy lại được tự do nhưng nếu như thất bại, vậy thì sẽ đổi bằng chính mạng sống của mình đấy, Hoa Man nghiêm túc nói. Ha ha anh hy vọng tôi thất bại như vậy à ánh mắt lâm thanh diện nhìn hoa man có nhiều hơn một tia chiêu tức cơ thể hoa man hơi run giấy sau đó nhanh chóng cười làm lành nói không không chắc chắn đại ca sẽ thành công tôi biết anh không phải người bình thường sao chúng tôi có thể so với anh được chứ mau tới huấn luyện thân thể với bọn họ đi nhiệm vụ hôm nay của anh còn chưa làm đâu không làm xong cũng sẽ không có cơm ăn như thường lâm thanh diện quát Hoa Man lập tức cảm thấy vô cùng ấm ức chỉ có điều anh ta cũng không dám nói gì mà chỉ có thể yên lặng đi vào trong một góc nào đó, tập trống đẩy. Buổi chiều, mấy người của quan lĩnh đi tới trước cửa phòng số 13. Lâm Thanh Diện, đi ra, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Tinh thần của tất cả mọi người trong phòng đều chán động, quay đầu nhìn lại đã thấy Lâm Thanh Diện chạy ra tới cửa. Anh muốn tham gia thử thách à? Người kia mở miệng hỏi một câu. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, ra đi, tôi đưa anh đến đó, người kia cũng không nói nhiều, trực tiếp nói với Lâm Thanh Diện một câu. Sau đó Lâm Thanh Diện liên đi theo người kia ra khỏi địa lao. Bọn họ vừa rời đi chưa được bao lâu, tất cả mọi người trong gian địa lao lập tức bắt đầu bàn tán. Lâm Thanh Diện này thật là quá trâu bò mà, lại còn dám xin tham gia thử thách, các người nói xem anh ta có thể thành công hay không. Thành công cái giảm ấy, thử thách kia hoàn toàn không phải ở trình độ mà người như chúng ta có thể tham gia được, huống chi sau đó còn phải khiêu chiến với cao thủ nằm trong bảng chiến thần nữa, cái kia mới là điểm chết người nhất. Đúng vậy, quả thực là thực lực của Lâm Thanh Diện rất mạnh nhưng chắc chắn cũng không thể bằng cao thủ ở trong bảng chiến thần được, cho dù anh ta có vượt qua được thử thách thì sau đó cũng không thẳng nổi trận khiêu chiến kia đâu. Lần này phòng số 13 không còn cao thủ này nữa chắc có lẽ sẽ lại bị đánh về nguyên hình lúc trước rồi. Thật sự hy vọng lần thi đấu lôi đài sau có thể gặp được bọn họ, như vậy sẽ có thể bắt bọn họ xả giận. Không có Lâm Thanh Diện, người trong phòng số 13 chỉ là một đám bỏ đi thôi, chỉ bằng bọn họ làm gì có tư cách để mỗi ngày đều được ăn thịt cá, tôi hy vọng lần này Lâm Thanh Diện sẽ bị một cao thủ nào đó trong bảng chiến thân đánh chết, qua mấy ngày nữa tôi sẽ khiêu chiến người của phòng số 13, để bọn họ biết được sự lợi hại của ông đây. Tiếng bàn tán của mọi người xuyên qua hành lang chuyên đến trong tai đám người trong phòng số 13, sắc mặt của mọi người đều ảm đạm hiển nhiên những lời nói kia của bọn họ khiến trong lòng mọi người ở đây đều vô cùng khó chịu. Hoa man nhìn chằm chằm vào những người này, mở miệng nói còn con em mờ sao nó đứng đó mà thất thân à, không phải đại ca đã nói rồi sao, chỉ có tự bản thân mình trở nên mạnh hơn thì mới có thể thẳng được, nhanh chóng quay lại huấn luyện cho tôi, không chừng đại ca lại có thể thực sự khiêu chiến thành công thì sao, đến lúc đó chúng ta cũng có thể được nhận một ít chỗ tốt đấy. Đám người nghe thấy Hoa Man nói vậy đều không còn xoắn suýt nữa mà ngay lập tức bắt đầu huấn luyện. Trên lầu 2 của võ quán, Lâm Thanh Diện bị mấy người kia dẫn vào trong một căn phòng rất rộng rãi, bên trong có mấy người nhìn qua rất giống với nhân viên đang chờ sẵn, hơn nữa ở sau lưng những người này lại có một cánh cửa đen như mực, không biết phía sau đó là cái gì. Người này muốn tham gia thử thách, các người chuẩn bị một chút đi, nếu như thành công thì tới thông báo cho tôi còn không thành công thì các người cũng xử lý thi thể luôn đi, Người đưa Lâm Thanh Diện tới đây sau khi nói một câu như vậy liền quay người rời khỏi nơi này. Mấy người trong phòng quay sang đánh giá Lâm Thanh Diện một chút, trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường, trong đó có một người còn lẩm bẩm một câu, lại một người nữa tới tìm cái chết, thật sự không biết những người này lấy lòng tin ở đâu ra, vậy mà lại nghĩ rằng thử thách này dễ dàng thông qua như vậy, đáng tiếc mà, chờ bọn họ hiểu ra đạo lý này thì chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Cậu nhóc Đến đây đăng ký đi hoặc là bây giờ cậu có thể trực tiếp trở về, đương nhiên là cậu đã xin tham gia thử thách mà bây giờ đổi ý thì sẽ bị cắt mất đầu lưỡi, một người cười lạnh qua sang nói với Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến thái độ của những người này, đi qua làm đăng ký. Tôi ca hàn làm những gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi, người kia đưa tay chỉ vào cánh cửa đen như mực ở phía sau mình nói, lát nữa cậu sẽ phải đi vào trong cửa này, cậu sẽ có tổng cộng là 15 phút. Trong vòng 15 phút đó, nếu như cậu vẫn còn sống đi ra ngoài từ một cánh cửa khác thì coi như cậu đã hoàn thành thử thách. Nếu như cậu chết bên trong hoặc vượt quá 15 phút xem như cậu thất bại, nhưng cậu sẽ ăn được bữa cơm cuối cùng sau đó có thể chào tạm biệt với thế giới này rồi đấy, hiểu rõ ý của tôi chứ? Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, cũng không do dự mà trực tiếp đi vào trong cánh cửa kia. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào trong, mấy nhân viên ở bên ngoài đều lộ nụ cười lạnh. Mấy người nói xem Thằng nhóc này có khả năng thành công hay không?" Một người mở miệng hỏi. "Chỉ bằng cậu ta ư? Thôi đi, nhìn dáng vẻ yếu ớt kia của cậu ta thì chỉ sợ là một phút cũng không chịu nổi mà chết ở bên trong rồi, đi thôi, chúng ta qua chờ sẵn ở cánh cửa bên kia thuận tiện giám sát tình hình, cậu ta có chết thì còn đi vào nhặt xác nữa." Với trò chơi slot, hãy chọn lựa nhà cái V88 với sự phong phú đa dạng, dễ chơi, dễ thắng. Casino online cũng là một lựa chọn hợp lý. Một người khác nói xong liền nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đi về phía cánh cửa bên kia. Audio điện tử võ tấn bền. chương 431, chạy vù đi. Đăng ký V88 nhận tiền liền tay chơi thử game thích tại V88. Trong phòng, Lâm Thanh Diện vừa vào đã cảm thấy ý lạnh thấu xương ập tới, ngước mắt nhìn sang, một con đường hầm dài xuất hiện trước mặt anh. Tia sáng trong đường hầm u ám, tường bốn phía có rất nhiều đường vân phức tạp, nếu không phải biết mình ở lầu 3, có lẽ Lâm Thanh Diện sẽ cho rằng mình đã bước vào con đường hầm quỷ dị trong cổ mộ. Cuối đường hầm có một cánh cửa, nếu không đoán lầm, cánh cửa khác mà mấy nhân viên làm việc nói, chính là ở cuối đường hầm. Đây đã là thí luyện thì Lâm Thanh Diện sẽ không cảm thấy con đường hầm này nhìn chỉ có chút âm u mà không có gì đặc thù, nếu không đoán lầm, trong con đường hầm này hẳn bố trí đầy cơ quan thông thường càng là nơi nhìn có vẻ đơn giản thì càng ẩn chứa nguy hiểm khiến người ta không ngờ tới, nếu con đường hầm này thật sự băng qua dễ dàng như vậy, đám người hoa man cũng sẽ không cứ nhắc tới thí luyện liên sợ tới kinh hoàng luông cuống. Lâm Thanh Diện bước ra, đạp lên con đường hầm đó, trên tường hai bên không chút dấu hiệu bỗng nhiên xuất hiện vài lỗ thủng, 16 mũi tên mang theo sức mạnh cường đại nhanh chóng bắn lên người Lâm Thanh Diện, còn người Lâm Thanh Diện có rút, vội vàng bước ra bước thứ hai về phía trước, lúc này trên đầu anh bỗng nhiên rơi xuống một tảng đá to, không cho anh thời gian thả lỏng đã nện xuống người anh. trong lòng lâm thanh diện thâm mắng một tiếng, lại bước ra, trên mặt đất bỗng nhiên thiêu đốt ngọn lửa phừng phừng, giống như muốn trực tiếp khắn nuốt lâm thanh diện. anh mượn sức bật thân thể, nhanh chóng nhảy về phía trước, sau khi rơi lên tấm đá thứ tư, phát hiện không có cơ quan mới xuất hiện, mới khẽ thở phào một hơi. Lâm Thanh Diện không nghĩ tới anh vừa đạp lên con đường hầm này lại gặp phải cơ quan dày đặc như vậy, nhìn đường hầm vẫn còn hơn trăm mét, Lâm Thanh Diện cũng có chút đau đầu, nếu trên con đường còn lại vẫn có cơ quan chẳng chít như vậy, cho dù anh phản ứng nhanh cũng có khả năng sai lầm, một khi không để ý thì có khả năng bị cơ quan nào đó đột nhiên xuất hiện lấy đi cái mạng nhỏ. Chẳng trách người trong địa lao đều sợ tham gia thí luyện như vậy, cho dù là đối diện với dụ hoặc tự do, cũng có thể nhịn được mức độ khó khăn của cuộc thí luyện này. Quả nhiên không phải người thường có thể tùy tiện thông qua. Anh hít sâu một hơi, đứng trên tấm đá thứ tư điều chỉnh trạng thái của mình một chút, khóe miệng cong lên nụ cười đùa cợt. Đường hầm cơ quan này mặc dù đáng sợ, khá có tính khiêu chiến, nhưng đối với Lâm Thanh diện trước giờ luôn rất tự tin với thực lực của mình mà nói, đây giống như một trò chơi vượt ải. Anh cũng cực kỳ mong đợi cơ quan còn lại của đường hầm này sẽ có dáng vẻ thế nào, theo anh đoán, chỉ cần tốc độ của anh phát huy đến cực điểm, phản ứng đạt tới trạng thái hoàn mỹ, trong thời gian cực hạn, anh có thể xông vù tới cuối con đường hầm này. Trong đường hầm này hẳn vẫn còn chỗ cho người ta nghỉ xả hơi như tấm đá thứ tư, rất nhiều người hẳn là sau khi đạp lên tấm đá, bất đắc dĩ buộc bản thân tránh những cơ quan đó, sau khi tới tấm đá không có cơ quan liên sẽ trở nên do dự. Họ sẽ sinh ra sợ hãi với cơ quan phía sau đường hầm, từ đó không dám bước thêm bước nữa, đa số mọi người cho dù có năng lực tránh được những cơ quan này, nhưng vì sợ hãi trong lòng, ở lại trên tấm đá quá lâu, cuối cùng vẫn dẫn tới thí luyện thất bại. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Lâm Thanh Diện không vội vàng hành động, mà là đứng nguyên tại chỗ, cố gắng khiến trạng thái của chính mình khôi phục đến tốt nhất. Lát nữa anh phải khiêu chiến chạy vù tới cuối, theo tốc độ đó, nhiều nhất một phút là có thể tới cuối đường hầm, cho nên ở lại trên tấm đá thứ tư lâu một chút cũng không ảnh hưởng gì. Ngoài cửa cuối đường hầm, vài nhân viên làm việc đi tới bên này, ở phía trên cửa, có màn hình hiển thị, bên trên hiển thị camera giám sát bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống của người tham gia thí luyện. Lúc mấy nhân viên làm việc đó tới ngoài cửa đều ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị một cái, thấy Lâm Thanh Diện đã đứng trên tấm đá thứ tư, đều khẽ kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn tràn đầy khinh thường. Số tên này thật không tệ, lại tránh được ba cơ quan trước, nhưng nhìn dáng vẻ, hắn hẳn đã bị dọa sợ rồi, không dám tiếp tục đi về phía trước nữa. Ba cơ quan trước là đơn giản nhất trong đường hầm, nếu ngay cả ba cái này hắn cũng không qua được, vậy thật sự là cười chết tôi rồi, đường hầm này tổng cộng có 108 loại cơ quan, ngày càng đáng sợ, khiêu chiến thật sự vẫn còn ở phía sau đâu. Các người nhìn dáng vẻ của tên oát này, hình như thật sự không dám tiếp tục đi tới nữa, tôi thấy cơ quan phía sau dù có lợi hại cũng vô dụng, theo kinh nghiệm trước đây, người này hẳn sẽ đợi tới 15 phút kết thúc, sau đó đi ăn bữa cơm cuối cùng rồi lên đường mấy người bàn tán xôn xao toàn lời khinh thường lâm thanh diện họ không cho rằng anh có thể thông qua thí luyện này cũng không phải nhắm vào một mình lâm thanh diện dường như mỗi người tới tham gia thí luyện đều là một đống phế vật trong mắt họ dù sao người có thể sống sót ra khỏi đường hầm còn không tới một phần người lại thêm lâm thanh diện nhìn không giống cao thủ gì cho nên họ đương nhiên cảm thấy anh không thể nào còn sống bước ra các người còn nhớ người thông qua đường hầm nhanh nhất chỗ chúng ta tốn bao nhiêu thời gian không một người mở miệng hỏi. 8 phút 17 giây, cái này anh cũng quên, đây là người tốn thời gian ngắn nhất 10 năm gần đây của Quan Lĩnh, bây giờ người thông qua thí luyện đó đã là cao thủ thứ 15 trên bảng chiến thần rồi, người đó mới là kẻ mạnh thật sự, một người khác trả lời, ánh mắt lộ ra sùng bái. Hề hề, 8 phút 17 giây thông qua, quả thực biến thái, như tên rác rưởi bên trong đó, có thể sống đủ 8 phút không cũng là vấn đề. Lúc này, trong màn hình hiển thị Lâm Thanh Diện luôn đứng nguyên tại chỗ bỗng nhiên nhúc nhích, bóng dáng anh nhanh chóng lao về phía trước, hoàn toàn phớt lờ tất cả cơ quan xuất hiện trong đường hầm. Các người mau nhìn kìa, tên oát đó cử động rồi. Đi em, tốc độ của hắn sao nhanh vậy, cơ quan lại căn bản không đuổi kịp hắn. Một người nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên kinh hô. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên màn hình hiển thị, không tới vài giây, những nhân viên làm việc này đều chấn động há hốc mồm. Trong màn hình hiển thị, đủ loại cơ quan ám khí đang bay hỗn loạn, nơi bóng dáng Lâm Thanh Diện lướt qua tràn đầy hỗn loạn, tất cả cơ quan đều muốn đồn Lâm Thanh Diện vào chỗ chết, nhưng chúng căn bản không thể đụng tới nửa cọng lông tơ của anh. Trong màn hình, Lâm Thanh Diện mấy lần lướt sát qua ám khí, nhưng chúng cuối cùng cũng không thể khiến anh bị thương. Mấy nhân viên làm việc ngoài cửa đều ngây ngốc, họ nhìn Lâm Thanh Diện phát huy thân pháp và tốc độ đến cực hạn, giống như đang nhìn một nhà nghệ thuật tiến hành biểu diễn cho họ. Không tới một phút, Lâm Thanh Diện đã xông tới cuối đường hầm, anh trực tiếp một cú đá bay cửa, nhanh chóng từ trong đi ra, đến trước mặt mấy nhân viên làm việc đang tràn đầy kinh ngạc, thở hồn hà hồn hền. Trong lúc chạy điên cuồng vừa rồi, Lâm Thanh Diện có mấy lần xém chút bị đám cơ quan đó công kích chúng, có thể nói là nguy hiểm trong nguy hiểm, còn may anh dựa vào thân pháp cường đại tránh đi, nếu không bây giờ anh đã biến thành một thi thể nằm trong đường hầm rồi. Chạy vù ra cũng là hao phí cực lớn đối với Lâm Thanh Diện, chủ yếu nhất là khảo nghiệm đối với lực chú ý cực kỳ nghiêm khắc, anh không thể có chút phân tâm nào, con đường hầm này vẫn là lần đầu tiên khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy sức lực trong thân thể mình phát huy trong khoảng thời gian gần đây. Mấy nhân viên làm việc ở cửa thấy Lâm Thanh Diện đã ra khỏi đường hầm, thật lâu cũng không phản ứng lại, thời gian từ lúc Lâm Thanh Diện hành động tới khi xông ra khỏi đường hầm thật sự quá ngắn, điều này hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của họ, cho nên đều có chút sững sờ. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chằm một người trong số đó, mở miệng hỏi, thời gian tôi dùng hẳn không vượt quá 15 phút đi. Người đó lúc này mới phản ứng lại, vội nhìn đồng hồ, sau đó dùng giọng nói có chút khàn khàn run rẩy nói, 4, 4 phút 20 giây. Lâm Thanh Diện xem như hài lòng gật đầu, nói, vậy tôi hẳn xem như đã thông qua thí luyện đi. Người đó máy móc gật đầu, bên tai vẫn văng vắng con số 4 phút 20 giây này, thời gian này trong lịch sử tồn tại của quan lĩnh cũng là chưa từng có. Lâm Thanh Diện nhìn biểu cảm ngây ra của mấy người đó lên có chút kỳ quái, anh cảm thấy mình lần này phát huy cũng xem như hợp cách, nếu trạng thái tốt hơn một chút, đồng thời không ở lại mấy phút trên bậc thềm thứ tư, anh hẳn có thể thông qua đường hầm này trong 2 phút. Cũng không biết thành tích này của anh được xem là ở mức độ nào trong quan lĩnh, theo suy đoán của anh, hẳn cũng có thể trên mức trung bình đi. Các người không định tìm người dẫn tôi về địa lao?" Lâm Thanh Diện lại hỏi. Mấy người đó cho tới lúc này mới ý thức được Lâm Thanh Diện thực sự đã thông qua thí luyện lần này, hơn nữa là với tốc độ phá vỡ kỷ lục lịch sử của quan lính, chuyện này không cần bao lâu e rằng sẽ truyền tới trong tay các cao thủ của quan lính. Anh đợi một chút, chúng tôi kêu người tới đón, một người nói với Lâm Thanh Diện, sau đó vội đi liên lạc với người dẫn Lâm Thanh Diện tới. Lâm Thanh đi cảm thấy thái độ của mấy nhân viên làm việc này rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, xem ra mình thông qua thi luyện thì đã thể đạt được tự do trong quan lĩnh rồi, còn là có thể đạt được thăng cấp địa vị. Lúc đợi người bên địa lao tới đa án người Lâm Thanh Diện về, Lâm Thanh Diện phát hiện mấy nhân viên làm việc đó luôn đánh giá mình giống như đang ngắm những vật phẩm chân quý. Điều này khiến Lâm Thanh Diện có chút không thoải mái. Thời gian lúc nào của tôi có thể xếp thứ mấy trong quan lĩnh, hẳn có thể trên mức trung bình đi. Vì đánh vỡ ngượng ngùng, Lâm Thanh Diện hỏi. Thân thể mấy nhân viên làm việc đó cứng ngắc, nhất thời có chút nói không ra lời, trên mức trung bình. Cái này cũng phá cả mức độ kỷ lục rồi có được không? Xem như trình độ hàng đầu, một người nói. Lâm Thanh Diện ô một tiếng, không nghĩ tới mình lại có thể xem là trình độ hàng đầu, cho nên bèn mở miệng hỏi, vậy kỷ lục nhanh nhất ở chỗ này của các người là bao nhiêu, kém phá kỷ lục bao nhiêu? Người đó ngượng ngùng cười cười, nói trước khi anh tới, người thông qua đường hầm nhanh nhất dùng 8 phút 17 giây. Nghe thấy câu này, Lâm Thanh Diện lập tức im lặng. Chương 432, kỷ lục của anh đã bị phá rồi trong địa lao, bầu không khí ở trong phòng số 13 có chút kiêm nén. Hoa Man ngồi ở trên giường nhíu mày, trông có vẻ rất khẩn trương. Lâm Thanh Diện đối với người của phòng số 13 mà nói gần như là tương đương với một vị chúa cứu thế, trước khi Lâm Thanh Diện xuất hiện, người của phòng số 13 gần như đã sắp luân lạc đến trình độ phải nuốt đồ ăn khang. Chính là bởi vì Lâm Thanh Diện cho nên hiện tại bọn họ mới có thể được ăn thịt cá. Nhưng mà vị chúa cứu thế này mới ở phòng số 13 có nửa tháng, vậy mà lại đi tham gia thí luyện, chuyện này đối với người của phòng số 13 mà nói cũng không phải là một chuyện đáng để vui mừng. Nếu như Lâm Thanh Diện thành công, có lẽ là bọn họ còn có thể bởi vì vậy mà nhận được lợi ích. Dựa theo quy định, trong căn phòng có người thi luyện thành công thì không cần phải tham gia bất kỳ một cuộc thi đấu võ đài nào trong vòng một năm. Nhưng nếu như Lâm Thanh Diện thất bại thì tình huống mà bọn họ phải đối mặt còn thê thảm hơn là so với trước đó, phòng số 13 được sống tốt hơn trong vòng nửa tháng qua, hiện tại có thể nói chính là cái đinh trong mắt của tất cả mọi người ở trong phòng khác. Một khi không còn Lâm Thanh Diện nữa, những phòng khác chắc chắn sẽ xem người của phòng số 13 như là đối tượng để trút giận, đến lúc đó kết quả của bọn họ chắc chắn sẽ khá là thê thảm. Mấy tên phế vật của phòng số 13, nghe nói cái tên Lâm Thanh Diện đó đi tham gia thí luyện rồi à? xem ra cậu ta đã không còn cơ hội để sống sót trở về, bọn mày cứ chuẩn bị sẵn sàng mà nhận lấy quả đấm của bọn tao đi, khoảng thời gian này ông đây nhìn các người đã không vừa mắt lắm rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm các người để chúc giận một trận, lúc này, ở căn phòng sát vách chuyên đến tiếng nói chuyện. Sau khi Hoa Man nghe thấy tiếng la đó thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, hắn ta biết người đang nói chuyện là lão đại của căn phòng số 12 ở bên cạnh, biệt danh là chó điên. Con mẹ nó chứ, Mày cũng chỉ là một con chó điên thôi, sao mày biết được lão đại của bọn tao sẽ không qua thí luyện hả? Chờ đến lúc lão đại của bọn tao qua thí luyện rồi thì đến lúc đó tụi mày sẽ chịu đủ, Hoa Man tức giận trả lời một câu. Ha ha, đừng có nằm mơ, thí luyện đó khủng bố đến mức nào, chẳng lẽ bọn mày không biết được à? Nhiều năm như vậy rồi, những người tham gia thí luyện có được mấy người còn sống sót trở về. Đúng là thực lực của cái tên Lâm Thanh Diện đó mạnh hơn với bọn tao, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi cậu ta không thể nào qua được thí luyện đó đâu, chó điên khinh thường trả lời một câu. Lời này của hắn ta vừa mới thốt ra, mọi người ở trong những căn phòng xung quanh cũng theo đó mà la lên. Cái đám người ngu ngốc ở phòng số 13 đừng vọng tưởng cái tên Lâm Thanh Diện kia có thể trở về, có lẽ là bây giờ cậu ta đã chết luôn rồi. Nơi dựa dẫm của bọn mày đã không còn nữa, chờ một lát nữa hãy đợi ông đây xử lý bọn mày đi. Tức cười chết đi được, bọn mày còn có thể mong chờ cái tên Lâm Thanh Diện kia có thể thí luyện thành công nữa à? Con mẹ nó, chuyện này đúng là chuyện hài mà. Âm thanh châm biếm liên tục vang vọng trong địa lao, người của phòng số 13 nghe thấy mà đều nghiến răng nghiến lợi, hận đến nỗi bây giờ muốn lao ra ngoài đánh một trận với những người kia. Hoa man cũng nắm chặt nắm đấm, bị những lời diễu cợt của mấy người ở căn phòng khác đốt cháy cơn giận. Trong lúc mà tất cả mọi người đang thỏa thích trào phúng phòng số 13, Cửa của địa lao đột nhiên được mở ra, âm thanh dây xích sắt vang lên, sau đó âm thanh trong tất cả các căn phòng lập tức im lặng lại. Dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông mặc đồ tây màu đen, lâm thanh diện trở về trong địa lao. Đi dọc theo hành lang, đang đi về phía phòng số 13. Từng người trong mỗi căn phòng nhìn thấy lâm thanh diện trở lại, hai mắt đều có rút, sau đó trong lòng liên sinh ra sự sợ hãi. Một hồi lâu sau một âm thanh tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được mới phá vỡ sự yên tĩnh trong địa lao, cái, cái tên nhóc này vậy mà còn có thể sống sót trở về, cậu ta đã qua thí luyện rồi à? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin tưởng được nhìn Lâm Thanh Diện bước từng bước đi qua. Người ở phòng số 13 không nhìn thấy được tình huống ở trong hành lang, nhưng mà lời nói của đám người kia cũng để cho bọn họ ý thức được rốt cuộc là chuyện này như thế nào. Trên mặt của Hoa Man lộ ra một vẻ kích động, Tràn đây chờ mong mà đợi chờ bóng dáng sắp xuất hiện, cơ thể cũng bởi vì quá kích động mà run rẩy rất nhỏ. Lúc nãy cái tên đó nói gì vậy? Còn sống trở về à? Lâm Thanh Diện đã qua thí luyện rồi hả? chó điên ở trong phòng số 12 có chút nghi ngờ mà nhìn người bên cạnh một chút, mở miệng hỏi một câu. Người bên cạnh của hắn ta lắc đầu, biểu thị mình không nghe rõ. Chắc chắn là tao đã nghe nhầm rồi, sao thằng nhóc này có thể còn sống trở về được chứ? nếu như cậu ta có thể thông qua thí luyện, vậy thì tao sẽ. Chó điên vừa định nói chuyện, đúng lúc này Lâm Thanh Diện đi ngang qua cửa phòng số 12, nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thanh Diện thì chó điên lập tức nuốt lời nói của mình vào, hai mắt gần như trợn muốn lòi ra ngoài. Lâm Thanh Diện xoay đầu nhìn chó điên một cái, chó điên bị dọa đến toàn thân run lên, làm sao hẳn ta ngờ được, Lâm Thanh Diện thật sự có thể thông qua thí luyện, còn sống trở về. Cái này sao có thể được chứ, cậu ta thật sự thành công à, Chó điên lẩm bẩm nói một câu. Sau khi người đàn ông mặc bộ đồ tây màu đen đưa Lâm Thanh Diện vào phòng số 13 thì liền rời khỏi nơi này. Hoa Man cùng với những người ở trong phòng số 13 tràn đầy vẻ kích động mà nhìn Lâm Thanh Diện, một hồi lâu sau, Hoa Man mới mở miệng hỏi một câu, "Lão đại, anh đã thông qua thí luyện kia rồi hả?" Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biểu hiện quá mức kích động, dù sao thì chuyện này đối với anh mà nói căn bản cũng không có gì khó khăn đám người ở trong phòng số 13 đều gieo hò, toàn bộ địa lao đều được bao trùm bởi tiếng hoan hô. Cũng chỉ là một cuộc thí luyện nhỏ mà thôi, không cần phải kích động như vậy đâu, Lâm Thanh Diện nói một câu, sau đó trở về giường của mình. Cơ thịt ở trên mặt của Hoa Man co giật hai lần, một cuộc thí nghiệm cực kỳ kinh khủng, có xác suất thành công không đến một phần mười, vậy mà được nói ra từ trong miệng của Lâm Thanh Diện lại giống như là một trò chơi, quả thật quá biến thái. Trong một quán bar của quan lính ánh đèn ở bên trong sặc sỡ, người đến uống rượu không nhiều, nguyên nhân chính là bởi vì người ở trong quan lĩnh vốn dĩ không nhiều. Bình thường thì những người đến đây u óng rượu, ngoại trừ các tập đoàn hàng đầu đến đây đi nghỉ dưỡng hoặc là người trong gia tộc, còn lại thì dĩ nhiên chính là nhân viên làm việc của quan lĩnh, và những người có tên trong bảng chiến thân đã nhận được tự do trong quan lĩnh. Lúc này, trên sàn nhảy ở trong giữa quán ba có vài cô gái xinh đẹp đang uốn éo vòng eo, trên mặt đất vương vãi quần áo. Theo các động tác nhảy múa, dường như quần áo ở trên người của bọn họ càng lúc càng trơn, không có cách nào tiếp tục dính lại trên thân thể nóng bỏng của bọn họ. Tại một cái ghế dài trong quán bar, có mấy người đang ngồi quanh lại với nhau, táo bạo nhâm nhi rượu ở trong tay của mình. Toàn bộ những người này đều có tên trên bảng chiến thần, mà người hấp dẫn sự chú ý ở trong đó nhất chính là người thông qua thí luyện trong vòng 8 phút 17 giây, sau đó khiêu chiến thành công cao thủ của bảng chiến thần bây giờ đã trở thành vị cao thủ được xếp thứ 15 của bảng chiến thần, biệt danh là La Liệt của súng thép. Những người còn lại thì xếp hàng thứ 20 và 30, bình thường mối quan hệ của bọn họ với La Liệt khá tốt, cho nên thường xuyên uống rượu cùng với nhau. Bởi vì La Liệt ra ngoài từ trong sự chết chóc của địa lao, không chỉ thông qua thí luyện, còn dựa vào thực lực của mình mà đạt được thứ 15 trong bảng chiến thần, cho nên có rất nhiều người cực kỳ hội phục anh ta. Chuyện đắc ý nhất của La Liệt đó chính là kỷ lục thời gian thí luyện của anh ta là 8 phút 17 giây, đến nay cũng không ai có thể phá được. Bình thường con người của La Liệt thích nghe nhất đó chính là được người khác khen ngợi kỷ luật đó của anh ta, cho nên mỗi lần uống rượu, những người bạn này của anh ta cũng sẽ nhắc đến vài câu, dỗ dành La Liệt vui vẻ. Anh La, bây giờ ở trong quan lĩnh, anh cũng coi như là người có mặt mũi, có thể đứng ở vị trí trước 20 trong bảng chiến thần, đó chính là một chuyện không đơn giản. Nhất là năm đó anh La đã lập nên kỷ lục của thí luyện, em nghe nói là đến bây giờ cũng không có người nào phá vỡ được. Đúng vậy đó, kỷ lục này của anh La đã được giữ vững rất nhiều năm rồi, thí luyện ở quan lính cũng không hề đơn giản như vậy, có thể làm được ra trình độ giống như anh La, đó là chuyện càng ít hơn nữa. Đây chính là biểu tượng cho sức mạnh của anh La, mặc dù tôi không phải bước ra từ trong địa lao, nhưng nếu như để cho tôi tham gia vào thí luyện này, Tuyệt đối sẽ không thể nào làm được đến trình độ như anh la." La Liệt nghe những lời khen ngợi ở xung quanh, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó cụng ly với đám người, uống xong thì lại mở miệng nói, "Đây đều là chuyện nhỏ thôi, thật ra thì cái thí luyện đó cũng không khó như vậy đâu. Các cậu cứ đi thử thì biết, không chừng ai cũng có thể phá hủy được kỷ lục của tôi." Tất cả mọi người đều biết đây chẳng qua là lời nói đùa của La Liệt, cũng không có người nào coi là thật. Đúng lúc này Tất cả mọi người đều đồng loạt nhận được một thông tin trên điện thoại. Điện thoại di động của bọn họ là do quan lính đặc biệt cung cấp, mặc dù bọn họ tự do trong quan lính, nhưng mà một khi quan lính có chuyện gì thì bọn họ vẫn phải nghe theo điều khiển như cũ, cho nên điện thoại di động này là công cụ dùng để liên lạc với bọn họ, chỉ có thể được sử dụng ở trong quan lính, không có cách nào truyền tin tức cho người ở bên ngoài. Mấy người bọn họ đều có chút kỳ quái, không biết là lúc này sẽ có tin tức như thế nào. Vậy mà lại đồng thời gửi cho nhiều người như thế. Có một người trong đó lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, sau khi nhìn thấy nội dung ở bên trong thì hai mắt lập tức trừng lớn, sau đó quay đầu nhìn La Liệt một chút. Sao vậy, nhìn bộ dạng của cậu giống như là rất khiếp sợ. Người ở bên cạnh cũng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó cũng lộ ra biểu cảm y hệt như người mới vừa nãy. La Liệt nhìn thấy bọn họ đều như vậy thì cũng nói một câu, xảy ra chuyện gì thế? Nói thử xem tôi không xem điện thoại được nói xong hắn ta lại bưng ly rượu trước mặt mình lên dự định uống một ngụm anh la kỷ lục đó của anh đã bị người khác phá hủy rồi do dự một chút người kia vẫn nói câu đó ra tay đang đưa lên của la liệt dừng lại giữa không trung ánh mắt của anh ta rơi ở trên người của người vừa mới nói chuyện lông tơ ở trên người của người đó đều muốn dựng đứng cả lên vài giây sau la liệt lại biểu hiện giống như là mình không quan tâm tiếp tục giơ tay lên nhấc một ngụm rượu giả bộ là chẳng hề để ý mà nói. Không phải chỉ là phá vỡ thôi sao, nhìn bộ dạng sửng sốt đó của các cậu đi, không phải lúc nãy tôi đã nói thí luyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi à, bị người ta phá kỷ lục cũng là rất bình thường. Mặc dù là ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng của La Liệt đã bắt đầu chửi thề. Vốn liếng để hẳn ta khoe khoang lâu như vậy, không ngờ đến lại bị người khác giật lấy, còn trong tình trạng lúc nãy vừa giả vờ khiêm tốn, cái này khiến cho trong lòng của hắn ta quả thật rất khó chịu. Người đã phá kỷ lục của tôi dùng bao nhiêu thời gian vậy? Nếu như tôi không đoán sai, chắc cũng trong khoảng thời gian gần 8 phút nhỉ. Thông qua thí luyện đó trong vòng 8 phút đã là cực hạn lắm rồi. Cho dù có phá được kỷ luật thì cũng chắc không cao hơn bao nhiêu. La liệt giả bộ tùy ý an ủi mình một chút. Khổ khổ, người kia hãng giọng sau đó lại nhẹ giọng mở miệng nói người đã phá kỷ lục dùng 4 phút 20 giây thông qua thí luyện. La liệt vốn dĩ còn đang cố gắng giả bộ bình tĩnh trực tiếp đập ly rượu ở trên tay của mình lên trên mặt bàn, sau đó đứng lên nói 4 phút 20 giây. Con mẹ nó sao chuyện này có thể được chứ? chương 433, người đầu tiên tôi cướp đi mạng sống là anh. Địa lao. Lúc này những người ở trong phòng của số 13 đều có chút sôi trào, mà người ở trong những căn phòng khác thì mặt mũi tràn đầy âm u, so sánh với trước đó thì hoàn toàn ngược nhau. Chó điên ở trong phòng số 12 với gương mặt đen lại, nghe những âm thanh hoan hô ở căn phòng sát phách, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp tán một bàn tay lên trên mặt của tên đàn em ở phía trước. Trên mặt của tên đàn em đã tràn đầy vẻ hoan ức, mình đứng cách chó điên gần một chút, vậy mà lại vô duyên vô cớ ăn đòn, thật sự là hoan ức mà không có chỗ để nói. Hừ, không phải chỉ là thông qua thí luyện thôi sao, có cái gì để đắc ý cơ chứ? Đừng quên là sau đó còn phải khiêu chiến với một vị cao thủ trong bảng chiến thần nữa, cái này mới thật sự là cửa ải khó khăn. Bất kỳ một vị cao thủ nào trên bảng chiến thần cũng có thể lợi hại hơn Lâm Thanh Diệt, đến lúc đó chỉ sợ là thằng nhóc này chết như thế nào cũng không biết được, chó điên lầm nhầm một câu. Những người ở trong mấy phòng khác cũng có suy nghĩ giống như là chó điên, cảm thấy bây giờ phòng số 13 vui vẻ là còn quá sớm, cho dù Lâm Thanh Diện có thông qua thí luyện cũng chắc chắn không thể nào đánh bại được một vị cao thủ của bảng chiến thần. Nếu như anh may mắn thì lập tức có thể chọn chúng được một cao thủ đứng cuối bảng của bảng chiến thân, cái đó chỉ là khả năng nhỏ xíu. Nếu như không may mắn thì chọn chúng cao thủ đứng hàng thứ mười mấy của bản chiến thần, vậy thì tất cả những người của phòng số 13 đã có thể chuẩn bị để mặc niệm cho Lâm Thanh Diện. Hiển nhiên là tất cả mọi người đều hy vọng Lâm Thanh Diện xui xẻo một chút. Ở trong phòng số 13, Lâm Thanh Diện nhìn đám người đang tràn đầy kích động, lên tiếng nói, đừng có ở đây mà mừng rỡ nữa, tiếp theo còn phải khiêu chiến với cao thủ của bảng chiến thân, các người nhanh chóng chỉ bảo cho tôi đi. nghe thấy lời này của lâm thanh diện, nhất thời tất cả mọi người đều bị dội gáo nước lạnh, lập tức đều bình tĩnh lại. lâm thanh diện đã thông qua thí luyện, quả thật là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng mà bọn họ cũng cho rằng tiếp theo khiêu chiến với cao thủ của bảng chiến thân mới thật sự là cửa ải khó khăn. không ai tiếp tục nói nữa, đều dựa theo lời của lâm thanh diện tiếp tục chỉ bảo. Hoa Man còn đang muốn đi lại gần nói gì đó với Lâm Thanh Diện, lại bị Lâm Thanh Diện trừng mắt quay trở về. Buổi tối, người dẫn Lâm Thanh Diện đi tham gia thí luyện cũng đã đến địa lao, trong tay còn mang theo một cái hộp. Đây là người phụ trách của địa lao ở bên đây, tên là Lưu Viên Thủ, cũng được coi như là một người nổi tiếng ở quan lĩnh, có điều là người này càng giống với quản gia chuyên đến để thông báo tuyển dụng của quan lĩnh hơn. Ngoại trừ quản lý chuyện ở địa lao, Lưu Viên Thủ này không có điểm đặc biệt gì khác. Anh ta cũng không có thực lực gì, nhìn giống như là một người bình thường, có điều là dù vậy thì cũng vẫn không có người nào dám trêu chọc anh ta, bởi vì tất cả mọi người đều biết hai người đi theo ở bên cạnh của lưu viên thủ mới chính là cao thủ chân chính, so sánh với cao thủ trên bảng chiến thần thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Lưu viên thủ đi đến trước phòng số 13, ở những phòng khác có không ít người đều chạy đến cửa để nghe ngóng tình huống ở bên ngoài. Họ đều biết lưu viên thủ lại đến đây là đến để Lâm Thanh Diện rút ra một vị cao thủ trong bảng chiến thần để tiến hành khiêu chiến. Lâm Thanh Diện, đến đây, Lưu Viên Thủ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện đang ở trong phòng, lạnh nhạt lên tiếng. Lâm Thanh Diện đi qua đứng ở trước mặt của Lưu Viên Thủ. Lưu Viên Thủ đưa cái hộp ở trong tay của mình qua cho Lâm Thanh Diện, nói, ngoại trừ 10 người đứng đầu, số thứ tự đại biếu cho tất cả những người còn lại trong bảng chiến thần đều ở trong cái hộp này. Từ cậu chọn ra đi, Người đó sẽ là cao thủ của bảng chiến thân mà cậu sắp khiêu chiến, ngày mai sẽ diễn ra khiêu chiến, cậu có thời gian một đêm để chuẩn bị. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu với Lưu Viên Thủ, sau đó đưa tay của mình vào trong cái hộp đó rồi mò một tờ giấy rồi rút ra. Lưu Viên Thủ nhận lấy tờ giấy của Lâm Thanh Diện vừa mới lấy ra, mở ra nhìn một cái, phát hiện ở bên trên viết con số 13, quen thuộc. Cái này cũng mang ý nghĩa người Lâm Thanh Diện sắp khiêu chiến chính là cao thủ thứ 13 của bảng chiến thần. Lúc nhìn thấy con số này, hai mắt của Lâm Thanh Diện co rút lại, trên mặt lộ ra một biểu cảm kỳ quái, nếu như anh nhớ không lầm thì bây giờ Lý Hắc Thán chính là cao thủ thứ 13 trên bảng chiến thần. Cái này cũng trùng hợp quá đi thôi, Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, trong lòng không ngờ đến mình cần khiêu chiến với Lý Hắc Thán thì mới có thể thành công nhận được tự do ở trong quan lĩnh đối thủ ngày mai của cậu chính là cao thủ đứng thứ 13 trong bảng chiến thân, có biệt danh là Hắc Diện Diêm Vương, chúc cậu thành công, Lưu Viên Thủ không mang theo biểu cảm gì mà nói với Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi, khiêu chiến này cũng nhất định phải đánh chết đối thủ thì mới tính là thắng à. Lưu Viên Thủ lắc đầu nói, chỉ cần cậu có thể để cho đổi phương nhận thua, vậy thì coi như thông qua rồi. Nhưng mà đa số thì những người thua trận sẽ không tiếp tục tồn tại ở trên đời này nữa. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng thở ra, nếu là như vậy thì cũng không có gì cần phải lo lắng, đến lúc đó mình trực tiếp để cho Lý Hắc Thán nhận thua là được rồi, không cần phải kêu anh đánh cho chết. Anh ta là cao thủ top đầu của bảng chiến thân, cho dù có thua thì quan lính cũng sẽ không bắt anh ta làm cái gì. Lúc mà người trong phòng số 13 nhìn thấy Lâm Thanh Diện rút được cao thủ đứng thứ 13, mặt ai cũng đều sám như cho, cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thật không may mắn rồi, vậy mà lại rút được một vị cao thủ xếp hạng cao như thế. Người có thể đứng trước thứ tự 20 thì không có một ai là đơn giản, một người ra khỏi địa lao sao có thể là đối thủ của bọn họ được. Hoa Man bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cảm thấy thương cảm cho Lâm Thanh Diệt, anh ta đột nhiên có một loại cảm giác người lão đại này của mình đã sắp phải nói lời tạm biệt với bọn họ. Mà Lâm Thanh Diệt lại mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như cũng không để chuyện này ở trong lòng. Hoa Man cảm thấy Lâm Thanh Diệt đây chẳng qua là đang cố giả bộ bình tĩnh mà thôi lúc đầu hắn ta muốn an ủi Lâm Thanh Diện một chút, nhưng mà cũng không biết nói cái gì cho tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng đi huấn luyện. Sau khi lưu viên thủ cho Lâm Thanh Diện rút xong người cần khiêu chiến thì liên quay người đi ra phía bên ngoài, tất cả mọi người ở trong những căn phòng khác đều mang theo vẻ tràn đầy tò mò mà nhìn lưu viên thủ, ai cũng muốn biết rốt cuộc là Lâm Thanh Diện đã rút ra vị cao thủ đứng ở vị trí thứ mấy. Lúc đi đến cuối hành lang, lưu viên thủ dừng bước xoay người lại, dùng một âm thanh rất có lực xuyên thấu mà la lên một câu, ngày mai Lâm Thanh Diện khiêu chiến với người đứng thứ 13 trên bảng chiến thân, hắc diện Diêm Vương, tất cả mọi người cùng nhau đến xem trận chiến. Nói xong thì Lưu Viên Thủ lập tức rời khỏi địa lao. Mà ở trong tất cả các căn phòng ở địa lao ngoại trừ phòng số 13 thì lập tức đều xô trào. Người thứ 13 trên bản chiến thần là Hắc Diện Diêm Vương. Vậy mà Lâm Thanh Diện lại rút ra một cao thủ với thứ hạng cao như vậy, đúng là xui xẻo đến nhà rồi. Những người lúc nãy cười trên đau khổ đối với Lâm Thanh Diệt, bây giờ trên mặt lại lộ ra biểu cảm đắc ý lần nữa. Theo suy nghĩ của bọn họ, Lâm Thanh Diệt rút ra được hắc diện Diêm Vương, gần như là đã bị phán án tử hình. Chó điên ở trong phòng số 12 sau khi nghe thấy lời nói của Lưu Viên Thủ, khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười riêu cợt, sau đó là một trận cười ha 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 điên cuồng. Buồn cười muốn chết đi được, cậu ta vậy mà lại rút ra được hắc diện diêm vương sức mạnh của hắc diện diêm vương này cực kỳ kinh khủng cậu ta cũng chỉ dùng có thời gian mấy năm thì đã xếp đến vị trí thứ 13, thậm chí có rất nhiều người suy đoán thực lực của cậu ta có trình độ bằng với top 10 trên bảng chiến thần lần này xem như lâm thanh diện có muốn sống thì cũng không sống nổi nữa rồi chó điên đi đến cạnh cửa cửa la lên một câu với phòng số 13, thế nào rồi đám phế vật ở phòng số 13, có vui hay không chứ có bất ngờ hay không Vậy mà lão đại của bọn mày lại rút chúng Hắc Diện Diêm Vương, để tao xem xem bọn mày có thể trực tiếp khóc tan cho cậu ta không. Mẹ kiếp chó điên, mày không muốn sống đúng không? Chút thực lực này của mày ở trước mặt lão đại của bọn tao thì ngay cả quả giấm cũng không bằng. Hoa Man lập tức mắng một câu thay cho Lâm Thanh Diện. Thực lực của cậu ta có mạnh như thế nào đi nữa, qua ngày mai cậu ta sẽ đến báo danh ở chỗ của Diêm Vương thôi, ông đây không sợ chút nào chẳng lẽ bây giờ cậu ta còn có thể tới để giết ông đây, mày đừng có nằm mơ, cả đời này cậu ta cũng không có cơ hội này đâu, mặt mũi của chó điên tràn đầy khinh thường nói, theo hắn ta thấy, ngày mai Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ chịu chết, vậy thì đã không còn bất cứ cái gì phải sợ sệt. Hoa man bị chọc tức đến toàn thân phát run, nhưng mà lại không thể làm cái gì. Lúc này Lâm Thanh Diện mới nhìn đến vách tường một chút, giọng nói lạnh lùng, nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay của anh đó, ngày mai khiêu chiến trở về, chuyện đầu tiên mà tôi làm chính là đến lấy mạng của anh. Chó điên cảm nhận được sát khí ấn chứa trong lời nói của Lâm Thanh Diện ở trong lòng lộc bộp, nhưng mà rất nhanh hắn ta liên tỉnh táo lại, không sợ hãi mà nói, đừng có si tâm vọng tưởng, cậu căn bản cũng không có khả năng để trở về. Lâm Thanh Diện chỉ cười cười, cũng không phản ứng lại chó điên, anh có trở về hay không, chờ đến lúc đó rồi thì đương nhiên là bọn họ sẽ biết thôi. chương 434, tôi đầu hàng. Ngày hôm sau, ở võ quán của quan lính. Tất cả những người trong địa lao đều được đưa đến ở bốn phía của võ đài, đến đây để xem xem trận chiến diễn ra vào ngày hôm nay. Lâm Thanh Diện khiêu chiến với cao thủ thứ 13 của bảng chiến thần, Hắc Diện Diêm Vương. Bởi vì đây là cuộc khiêu chiến nội bộ quan lính, cho nên từ trước đến nay cũng sẽ không công khai với những người ở bên ngoài. Thứ nhất là bởi vì trận khiêu chiến này không nhất thiết phải xảy ra một lần trong năm, nguyên nhân khác là bởi vì thực lực khiêu chiến cả hai bên tranh lệch xa nhau, có khi kết quả không cần nói cũng biết được, cho nên cũng không cần xem như là một cuộc tranh tài có tính chất biểu diễn, tìm một vài người xem trong nội bộ của quan lính cũng đủ rồi. Lúc này, tất cả những người ở địa lao đang bàn tán sôi nổi, chỉ có đám người của phòng số 13 là im lặng, những người ở xung quanh bọn họ thỉnh thoảng sẽ đưa tới ánh mắt đồng tình hoặc là trào phúng, giống như là đang xem một chuyện cười. Dựa vào việc Lâm Thanh Diện có thể thông qua thí luyện, điều đó chứng minh thực lực của anh mạnh hơn đa số nhiều người trong địa lao nhưng mà những người này lại không hề có ý tứ bội phục với Lâm Thanh Diệt, ngược lại còn có trào phúng hơn. Bởi vì theo như bọn họ nghĩ, cho dù Lâm Thanh Diệt có thông qua thí luyện thì tiếp theo khiêu chiến cũng sẽ lấy mạng của anh. Cái tên Lâm Thanh Diệt này quả thật là tìm đường chết mà, hắn ta mới đến quan lĩnh có nửa tháng thôi, lúc đầu cũng đánh ra chút tiếng tăm ở trong địa lao, nếu trực tiếp tục ở đây nữa. Nói không chừng phòng số 13 dưới sự dẫn dắt của hắn ta thì sẽ trở thành một căn phòng lợi hại nhất. Đáng tiếc là không biết trong đầu của thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì, vậy mà lại xin đi thí luyện. Lần này thì hay rồi, tự mình đùa chết mình, rút được cao thủ ở vị trí thứ 13 trên bảng chiến thân, cái này nếu như thẳng thì tên của tao sẽ trực tiếp viết ngược lại. Khoe khoang thôi, cảm thấy là bản thân mình thắng mấy trận thi đấu võ đài trong địa lao thì cảm thấy nhẹ nhàng, vậy mà cho là mình có thể khiêu chiến được với cao thủ của bảng chiến thần lần này chắc chắn là hắc diện Diêm Vương sẽ dạy cho hắn ta cách làm người. Chật chật, cho dù nói như thế nào thì lá gan của cái tên này cũng không phải lớn như là bình thường, nếu đổi lại là tao thì chỉ sợ là tao cũng không có lá gan để xin thí luyện. Con mẹ nó cái này gọi là gan lớn đó hả? Cái này rõ ràng chính là không có não mà, làm việc không biết suy nghĩ đến hậu quả, loại người này ở trong quan lĩnh rất dễ dàng vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Trong khu vực phòng số 12, trên mặt của chó điên tràn đầy vẽ đùa cợt, nhìn chằm chằm vào người của phòng số 13, khóe miệng cong lên tràn đầy châm chọc. Hoa man, cái tên lão đại đó của bọn mày sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi, có cảm tưởng gì không? Chó điên nói một câu với hoa man. Hoa man lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, lên tiếng nói, trước khi vẫn còn chưa kết quả thì tao khuyên mày tốt nhất vẫn nên đừng đắc ý như vậy, nếu không thì cái cuối cùng bị đánh chính là mặt của mày đó. Tao đắc ý à, con mẹ nó mày lại nói đùa nữa rồi, tao chỉ đang nói một sự thật mà tất cả mọi người đều tán thành thôi, chẳng lẽ là mày không nhìn thấy được phản ứng của tất cả mọi người à? Mày thử đi hỏi những người ở đây xem, trừ những người trong phòng số 13 bọn mày ra thì có người nào sẽ cảm thấy là Lâm Thanh Diện có thể thăng hắc diện Diêm Vương, chó điên hoàn toàn không thèm để ý mà nói. Ngọn lửa giận đang thiêu đốt ở trong lòng của Hoa Man, nhưng mà lại không biết phải phản bác chó điên như thế nào, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chừng mắt liếc nhìn hắn ta một cái, xoay đầu qua không phản ứng lại hắn ta nữa. Chó điên nhìn thấy phản ứng này của Hoa Man thì rất hài lòng, bây giờ hắn ta rất thích nhìn người của phòng số 13 có bộ dáng không biết làm gì với hắn ta. Chờ cái thằng nhóc lâm thanh diện này chết rồi, người phòng số 13 bọn mày chính là một tập hợp của rác rưởi mà thôi, đến lúc đó tao sẽ trả đạp bọn mày thỏa thích, vĩnh viễn dẫm đạp bọn mày ở dưới chân, chó điên tự nhủ nói một câu, sau đó ánh mắt rơi xuống võ đài. Lúc này lâm thanh diện đã đứng ở bên trên võ đài, biểu cảm của anh bình tĩnh, mặc dù là bên tai đang tràn ngập tiếng nghị luận của đám đông dưới đất, nhưng mà anh vẫn không có chút dao động nào. Loại cảm giác không được mọi người công nhận, lúc ở bên ngoài anh đã quen thuộc làm rồi, cho nên anh cũng không cảm thấy những người này có thể tạo ra ảnh hưởng gì với anh. Mà từ trước đến nay anh đều thích dùng kết quả để nói chuyện, chờ khiêu chiến kết thúc rồi, những tên tự cho mình là đúng cuối cùng cũng sẽ ngậm miệng của mình lại thôi. Trên lâu 2 của võ quán, có không ít người đang đứng ở phía trước rào chắn nhìn chằm chằm vào võ đài ở phía dưới. Sau khi những người này nghe thấy Lâm Thanh diện sắp khiêu chiến với Hắc diện Diêm Vương thì chạy đến đây để xem trận chiến của cao thủ bảng chiến thần. Người đứng ở trước nhất đó chính là La Liệt Súng Thép, xếp vị trí thứ 15 trên bảng chiến thần. Sau khi biết được kỷ lục thí luyện của mình đã bị người khác phá hủy, tâm trạng của La Liệt hơi phức tạp. Mặc dù là thực lực hiện tại của hẳn ta đã sớm không đặt một cuộc thí luyện nho nhỏ ở trong mắt, nhưng mà mấy năm nay hẳn ta nói chuyện phiếm với bạn bè, chuyện duy nhất có thể dùng để khoe khoang cũng chỉ có mấy chuyện như thế. Bây giờ đã bị Lâm Thanh Diện cướp mất một chuyện rồi, đương nhiên là trong lòng của hẳn ta sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên hắn ta cùng với mấy người bạn sang đây xem Lâm Thanh Diện thi đấu, muốn xem xem tên nhóc chỉ cần dùng khoảng thời gian 4 phút hơn mà thông qua thí luyện là một người như thế nào. Xem ra là vận khí của tên nhóc này cũng chẳng ra làm sao cả, vậy mà lại rút được cái tên biến thái Lý Diêm Vương đó, thật sự là đáng tiếc mà. Vốn dĩ còn muốn chờ cậu ta thông qua khiêu chiến, đi hỏi xem cậu ta dùng thời gian ngắn như vậy để thông qua thí luyện bằng cách nào, La Liệt mở miệng nói một câu. Một người ở bên cạnh của hắn ta lập tức nịnh nọt nói, "Anh La, chuyện này có gì hay đâu mà hỏi, dựa vào thực lực bây giờ của anh muốn thông qua thí luyện đó, chỉ sợ là nhanh hơn cái thằng nhóc đó nhiều." Hơn nữa, Vận khí cũng là một phần của thực lực, vận khí của tên nhóc này kém như vậy, chỉ có thể nói rõ thực lực của cậu ta cũng chẳng ra làm sao, có lẽ là vận may trong quãng đời này của cậu ta đều đã sử dụng hết vào trong thí luyện rồi. La Liệt chỉ cười cười từ chối cho ý kiến, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh diện dưới võ đài như cũ. Không bao lâu sau, khiêu chiến sắp bắt đầu, lúc này ở bên ngoài võ quán mới có một bóng dáng đi đến, đó chính là Hắc Diện Diêm Vương nổi danh vang dội ở Quan Lĩnh, Lý Hắc Thán sau khi lý hắc thán đi vào võ quán thì trực tiếp bước lên võ đài đứng ở đối diện của lâm thanh diện anh ta nhìn thoáng qua lâm thanh diện cả khuôn mặt đều là bất đắc dĩ anh ta cũng không ngờ đến là đối tượng khiêu chiến mà lâm thanh diện rút chúng lại là chính anh ta lúc anh ta biết được tin tức này thì điều đầu tiên mà anh ta nghĩ đến đó chính là anh ta sẽ nhận thua anh ta thấy mình tuyệt đối không có khả năng thắng lâm thanh diện cho nên anh ta cũng đã suy nghĩ kỹ xem ngày hôm nay mình lên võ đài thì phải làm cái gì cũng chỉ là mất mặt chút mà thôi. Anh ta thấy so sánh giữa mất mặt với lại vứt bỏ cái mạng nhỏ này thì cái trước căn bản không đáng để nhắc tới. Rất nhanh, người phụ trách của địa lao lưu viên thủ liền đi đến phía trên võ đài, cầm một cái micro tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía Lý Hắc Thán và Lâm Thanh Diện trên võ đài, chờ đợi hai người bọn họ chiến đấu với nhau. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua Lý Hắc Thán, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười bình tĩnh, lên tiếng nói: "Tôi đã hỏi bọn họ rồi, trận khiêu chiến này không cần nhất định phải đánh chết đối phương, chỉ cần có người đầu hàng thì coi như kết thúc, chắc là anh biết phải làm sao rồi chứ nhỉ?" Lý Hắc Thán lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu với Lâm Thanh Diệt, nói: "Vất vả lắm tôi mới có thể góp nhặt được tiếng tăm ở Quan Lĩnh, chỉ sợ là ngày hôm nay sắp rơi vào đáy cốc rồi." Sau đó anh ta xoay người lại, liếc nhìn toàn trường, dùng một âm thanh hùng hồn mà hô lên: Tôi đầu hàng, chương 435, chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Tôi đầu hàng. Ba chữ này quanh quấn bên tai của tất cả mọi người đang ở hiện trường, để cho những người đang chờ mong Lý Hắc Thán ra tay liền ngây ngẩn cả người. Lúc, lúc nãy không phải là tao nghe nhầm đó chứ, Hắc Diện Diêm Vương vừa mới nhận thua à. Mẹ kiếp, này là tình huống như thế nào vậy, đây chính là cao thủ đứng thứ 13 của bảng chiến thần đó, tại sao còn chưa bắt đầu đánh nhau thì đã nhận thua rồi. Mẹ nói chứ, cái này chắc chắn là có gì mờ ám rồi. Rốt cuộc cái tên Lâm Thanh Diện là ai vậy, sao có thể khiến cho Hắc Diện Diêm Vương còn chưa bắt đầu đánh mà đã trực tiếp nhận thua, chẳng lẽ là đã mua chuộc từ lâu? Con mẹ nó mày bị ngu hả? Mày cho rằng nơi đây là ở bên ngoài à, trừ khi Hắc Diện Diêm Vương không có đầu óc, nếu không thì sẽ không bởi vì mua chuộc được mà trực tiếp nhận thua ở trước mặt của nhiều người như thế. Vậy mày nói xem đây là chuyện gì chứ, chuyện này cũng làm cho người khác không tưởng được còn chưa bắt đầu đánh nhau mà sao trực tiếp nhận thua rồi, cái này không khoa học đâu. Tụi mày nói thử xem, có phải là trước đó Hắc Diện Diêm Vương đã quen biết với Lâm Thanh Diện rồi không? Biết mình đánh không lại, cho nên trực tiếp nhận thua sớm như vậy là có thể tiết kiệm được chút phiền phức rồi. Mày quả thật là suy nghĩ nhiều mà, cái tên Lâm Thanh Diện này thì có tài cán gì chứ? Hắc Diện Diêm Vương người ta đây là cao thủ thành danh nhiều năm ở quan lính. Ở khu vực phòng số 12, trên mặt của chó điên tràn đầy nét chờ mong lý Hắc Thán nhanh chóng ra tay, trực tiếp giải quyết Lâm Thanh Diện. Hắn ta thấy Lâm Thanh Diện rơi vào tay của Lý Hắc Thán, chắc chắn là không thể kiên trì nổi một hiệp. Nhưng mà cảnh tượng mà hắn ta tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện, sau khi Lưu Viên Thủ vừa mới tuyên bố cuộc đấu bắt đầu, vậy mà Lý Hắc Thán liên đầu hàng tại chỗ, hơn nữa lại nghe thấy giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng trong âm thanh này. Biểu cảm ở trên mặt của chó điên lập tức cứng đờ, cả người đều kêu ong ong giống như là nghe thấy tiếng sấm vang dội. Cái này sao có thể được, sao hắc diện Diêm Vương lại trực tiếp đầu hàng, trận đánh này vẫn còn chưa bắt đầu mà, chó điên mở miệng la một câu. Tiếp theo đó, trong lòng của hắn ta liên sinh ra một chút sợ hãi, nếu như Lâm Thanh Diện quả thật vì tiện thông qua khiêu chiến như vậy, vậy thì sau này anh đã là người tự do ở trong quan lính. Lúc trước sở dĩ hắn ta chào phúng Lâm Thanh Diện là do hắn ta chắc chắn Lâm Thanh Diện không thể nào đánh thẳng được hắc diện Diêm Vương, ở trong đầu của hẳn ta, Lâm Thanh Diện chính là một nhân tài sắp chết. Mà bây giờ một câu nói của Lý Hắc Thán đã thay đổi tình huống này, Lý Hắc Thán trực tiếp nhận thua, Lâm Thanh Diện tương đương với khiêu chiến thành công, dưới tình huống anh không còn chết, trước đó mình còn còn điên cuồng khiêu khích anh như vậy, đây quả thật là đang tìm cái chết mà. Trong lòng của chó điên sinh ra cảm xúc hối hận sâu sắc, đột nhiên ý thức được trước đó mình không nên khiêu khích Lâm Thanh Diện như vậy. Trên lầu 2, sau khi La Liệt nghe thấy Lý Hắc Thán trực tiếp nhận thua, trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc. Không ngờ đến cuộc khiêu chiến của ngày hôm nay còn chưa bắt đầu, vậy mà đã kết thúc rồi, trong lịch sử của quan lĩnh cho đến bây giờ Vân chưa từng xuất hiện qua chuyện như thế này. Hắn ta híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện một chút, lại nhìn Lý Hắc Thán một chút, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Lý Hắc Thán lại làm như vậy. Sự tồn tại của các tên nhóc này còn mạnh mẽ hơn so với hắn ta, hơn nữa theo như hiểu biết của hắn ta, tính cách của Lý Hắc Thán còn ngang ngược hơn so với hẳn ta nhiêu, trên võ đài từ xưa đến nay sẽ không sinh ra bất kỳ tâm lý e ngại gì, cho dù có đánh không lại thì anh ta cũng sẽ căn răng dốc hết toàn lực, tranh giành chút hy vọng sống sót. Có hai khả năng để Lý Hắc Thán trực tiếp nhận thua, một là sức mạnh của đối phương nằm ở mức có thể nhiên ép được anh ta, Lý Hắc Thán biết chuyện mình thua là không thể nghỉ ngờ gì, cho nên mới không cần thiết phải ra tay. Cái thứ hai có thể là anh đã thông đồng với đối thủ trước khi bước lên võ đài, diễn xuất một trận, điều kiện tiên quyết đối với chuyện này là đối phương phải đưa ra đủ lợi ích để Lý Hắc Thán giao động, nếu không thì chắc chắn Lý Hắc Thán sẽ không liều lĩnh mà hủy hoại danh tiếng của mình để làm chuyện này. Theo như La Liệt, hai tình huống này dường như sẽ không xuất hiện ở trên người của Lâm Thanh Diện. Mà bây giờ chuyện này xảy ra, vậy thì hắn ta cũng không thể không suy nghĩ một lần nữa, có phải là Lâm Thanh Diện có chỗ gì đặc biệt khác không? Chẳng lẽ là thằng nhóc này cũng không đơn giản như mình tưởng tượng, thực lực của cậu ta đã đạt đến trình độ mà ngay cả Lý Diêm Vương cũng sợ hãi. Suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu của La Liệt, hắn ta hít mắt lại nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, những người ở xung quanh đều không nhìn ra được hắn ta đang suy nghĩ cái gì. Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ đến là Lý Hắc Thán sẽ trực tiếp đầu hàng, lúc đầu anh suy nghĩ là ít nhất Lý Hắc Thán cũng sẽ diễn với anh một thước phim, đánh nhau với anh mấy chiêu, điểm dừng của hai người bọn họ là sau khi Lý Hắc Thán rơi vào thế hạ phong thì nhận thua là được rồi như thế này không chỉ thể hiện được sức mạnh của Lâm Thanh Diệt, cũng có thể để cho mọi người hiểu được Lý Hắc Thán thua không oan ức. Ai nghĩ đến cái tên này vừa mới bước lên thì liền nhận thua, làm cho Lâm Thanh Diện cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà rất nhanh, anh liền phản ứng lại, cảm thấy Lý Hắc Thán làm như vậy cũng không có gì là không đúng, ngược lại còn có thể tiết kiệm được một chút thời gian, có điều sẽ khiến cho mọi người nghỉ ngờ tại sao Lý Hắc Thán lại trực tiếp nhận thua mà thôi. Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Viên thủ trên võ đài, lúc này Lưu Viên thủ cũng còn chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc Lâm Thanh Diện nhìn qua thì mới thu hồi tầm mắt của mình lại. Anh ta đã nhận thua, cái này xem như tôi khiêu chiến thành công rồi chứ nhỉ? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Lưu Viên thủ do dự một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Lưu Viên thủ liên tuyên bố Lâm Thanh Diện khiêu chiến thành công, kết quả là đạt được sự tự do ở trong quan lĩnh. Người của phòng 13 đều hoan hô, toàn trường cũng chỉ có đám người của bọn họ có phản ứng như vậy, những người còn lại đều mang theo vẻ mặt mờ mịt và không hiếu. Trải qua một trận chiến chân chính vẫn còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc, bước vào võ quán còn chưa đứng vững thì đã phải đi về, trên mặt của tất cả mọi người giống như bị bao phủ một tầng sương mù, muốn tìm kiếm đáp án nhưng mà không có người nào đến để giải thích cho bọn họ. Tất cả mọi người đều trở lại trong địa lao, đều đang sôi nổi thảo luận trận chiến lúc nãy suy đoán nguyên nhân tại sao Lý Hắc Thán lại trực tiếp nhận thua với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi theo Lưu Viên Thủ đến phòng của số 13, Lưu Viên Thủ dừng lại, mở miệng nói, bây giờ cậu đã tự do rồi, nhưng mà điều kiện tiên quyết của tự do là cậu nhất định phải tuân theo điều động của quan lĩnh, nếu không phục thì sẽ lập tức có cao thủ quan lĩnh tiến hành cuộc đuổi giết cậu, cho đến lúc đó cậu sẽ đổi mặt với kết cục muốn sống không được mà chết cũng không xong, có hiếu chưa? Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, Lưu viên thủ đưa tay qua đưa cho Lâm Thanh Diện một cái điện thoại di động, nói cho Lâm Thanh Diện biết cái điện thoại di động này chỉ có thể được sử dụng ở trong quan lĩnh, là công cụ báo tin của cấp cao quan lĩnh ra lệnh cho anh, sau đó lại nói những vấn đề cần thiết phải chú ý liên quan đến việc khôi phục tự do ở trong quan lĩnh cho Lâm Thanh Diện nghe. Sau khi nói xong thì lưu viên thủ nhìn phòng số 13 một chút rồi nói, suốt ngày hôm nay cậu chỉ có thể ở trong địa lao, ngày hôm sau thì cậu có thể đi ra bên ngoài. Tôi có một thỉnh cầu không biết là anh có thể đồng ý hay không, Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Thỉnh cầu gì, ánh mắt của Lưu Viên Thủ rơi ở trên mặt của Lâm Thanh Diện. Tôi muốn đi đến phòng số 12 một chuyến. Lưu Viên Thủ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện vài giây, sau đó thản nhiên nói, có thể, nhưng mà cậu chỉ có thể bước vào căn phòng này thôi. Cái này là đủ rồi, trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười đùa cợt, sau đó đi về phía phòng số 12. Audio điện tử võ tấn bền chương 436 Tội ngại bẩn Ở trong phòng số 12 Chó điên đang mang theo vẻ mặt thấp thỏm ngồi ở trên giường Ánh mắt láo liên Tỉnh thoảng đứng dậy Trông có vẻ rất nôn nóng Những người khác ở trong phòng cũng đều có chút căng thẳng Bọn họ không ngờ đến là hắc diện Diêm Vương Cao thủ thứ 13 của bảng chiến thần lại trực tiếp nhận thua trên võ đài Cái này khiến cho bọn họ bắt đầu hối hận Vì trước đó đã cười cợt lâm thanh diện và người của phòng số 13 Lão đại, cái tên Lâm Thanh Diện này tương đương với việc đã thông qua khiêu chiến đó, sau này địa vị của cậu ta ở trong quan lĩnh so với chúng ta cao hơn nhiều. Trước đó chúng ta lại khiêu khích cậu ta như vậy, anh nói xem cậu ta sẽ đến trả thù chúng ta hay không đây. Lúc này một tên đàn em ở bên cạnh nói một câu. Chó điên nhìn cái tên đó một chút, lên tiếng nói cho dù cậu ta có thông qua khiêu chiến thì như thế nào, trong địa lao này không cho phép tùy tiện vào phòng của người khác, nếu không thì nơi này cũng đã sớm hỗn loạn thành một mảnh. Cho dù Lâm Thanh Diện muốn đối phó với tao thì như thế nào chứ, chỉ cần tao không bước ra ngoài thì cậu ta sẽ không có cách nào làm gì tao. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện đi đến cửa phòng số 12, sau khi người của phòng số 12 nhìn thấy thì đều giật mình kêu lên. "Lão, lão đại, Lâm Thanh Diện đến rồi, người lúc nãy vừa mới nói chuyện run rẩy chỉ chỉ ra ngoài cửa." Trong lòng của chó điên cũng lộp bộp, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ta đứng dậy đi về phía trước hai bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, lên tiếng hỏi, "Mày, mày qua đây làm cái gì?" Khóe miệng của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười trêu tức, lên tiếng nói, "Mày đã quên trước đó tao nói cái gì rồi à?" Trong lòng của chó Điên tuôn ra cảm giác hoảng sợ không nói nên lời, hắn ta nhớ rất rõ ràng, hôm qua Lâm Thanh Diện đã nói chờ đến lúc thông qua khiêu chiến rồi thì chuyện đầu tiên mà anh làm đó chính là lấy mạng sống của hắn ta. "Mày" mày đừng có si tâm vọng tưởng, bây giờ mày đã không được tính là người trong địa lao, cho dù sau này có thi đấu trên võ đài thì tao chắc chắn sẽ không thể nào đấu cùng với mày được. Tao khuyên là mày vẫn nên tìm chỗ khoan dung độ lượng đi, đừng tính toán chi ly, trên mặt của chó điên tràn đầy lo lắng mà nói một câu. Lâm Thanh Diễn nhếch miệng, có đôi khi quả thật anh là một người không tính toán chỉ ly, nhưng mà lời này không đến lượt chó điên nói với anh. Lưu viên thủ đi đến bên cạnh, Lâm Thanh Diện lấy chìa khóa phòng số 12 ra. Chó điên thấy cảnh này, dọa đến nỗi hai mắt thiếu chút nữa đã lộ ra bên ngoài, nhanh chóng mở miệng nói, anh, anh làm cái gì vậy, chẳng lẽ anh muốn để cho hẳn ta bước vào đây à? Đây là làm trái với quy định đó. Lưu viên thủ căn bản không phản ứng lại chó điên, cho dù như thế nào thì thân phận và địa vị bây giờ của Lâm Thanh Diện cao hơn nhiều so với chó điên. Chỉ dựa vào việc Lâm Thanh Diện không ra tay với Lý Hắc Thán, nhưng mà Lý Hắc Thán trực tiếp đầu hàng, chuyện này cũng mang ý nghĩa sau này Lâm Thanh Diện sẽ thay thế vị trí xếp hạng của Lý Hắc Thán trên bảng chiến thân, mà Lý Hắc Thán thì lùi lại làm người ở vị trí thứ 14. Mặc dù Lưu Viên Thủ là người phụ trách ở Địa Lao, là một nửa người cấp cao của quan lính nhưng mà anh ta vẫn không muốn phải trêu chọc một người đã hạ cao thủ đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng chiến thần. So sánh với Lâm Thanh Diện, chó điên cũng chỉ là một tên nhóc có cũng được mà không có cũng không sao thôi, cho nên anh ta cũng sẽ không để lời nói của chó điên ở trong lòng. Sau khi mở cửa phòng số 12 ra, Lưu Viên Thủ đứng tại chỗ chờ Lâm Thanh Diện bước vào giải quyết ân oán cá nhân của mình. Lâm Thanh Diện bước vào trong phòng số 12, làm cho tất cả những người ở trong phòng số 12 lập tức chen vào một nơi hẻo lánh, chỉ còn lại một mình chó điên đứng nguyên tại chỗ, vào thời điểm này không có người nào muốn làm lá chăn cho chó điên. Chó điên nhìn thấy Lâm Thanh Diện bước từng bước đi tới, bị dọa đến nỗi hai chân cũng mềm nhũn. Mặc dù cảm thấy Lâm Thanh Diện không phải là đối thủ của Lý Hắc Thán, nhưng mà thực lực của đối phương chắc chắn mạnh hơn mình, nếu như anh muốn ra tay với mình, vậy thì mình căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Rốt cuộc chó điên cũng không thể chịu đựng được áp lực cực kỳ lớn ở trong lòng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Lâm Thanh Diện. "Anh, em sai rồi, em không nên khiêu khích anh như vậy, em chính là một tên ngu ngốc, anh tha cho em đi có được không?" sau này em sẽ làm đàn em trung thành nhất của anh, anh kêu em liếm giày thì em cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, chó điên run rẩy nói. Lâm Thanh Diện dừng lại ở trước mặt của chó điên, cúi đầu nhìn thoáng qua chó điên đang quỳ gối ở trước mặt của mình, sau đó một tay bóp lấy cổ của chó điên, nhấc hắn ta dậy từ dưới đất. Mày liếm giày cho tao, tao còn ngại bẩn. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói một câu, sau đó cánh tay đang bóp lấy cổ của chó điên liền bắt đầu dùng sức. Trong nháy mắt, khuôn mặt của chó điên chợt đỏ bừng, thân thể cũng không ngừng dẫy giụa. dưới sự khống chế của Lâm Thanh Diệt, chút sức lực này của chó điên còn chưa đủ để tránh thoát. Tất cả mọi người ở trong phòng số 12 cứ chờ mắt mà nhìn chó điên đang vùng vẫy ở trên tay của Lâm Thanh Diệt, không có một người nào dám bước lên phía trước ngăn cản. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, cơ thể của chó điên cũng dần dần mềm nhũn, rất nhanh liên không có bất cứ động tĩnh gì. Giải quyết xong chó điên, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người ở trong phòng số 12, lạnh lùng hỏi một câu, còn có người nào không phục nữa không? Người ở trong phòng số 12 liền nhanh chóng lắc đầu, đối mặt với sát thần này, ai còn dám có nửa điểm không phục chứ? Thấy không ai bước ra, Lâm Thanh Diện ném thi thể của chó điên xuống mặt đất, làm như không có việc gì mà đi ra bên ngoài. Lưu viên thủ lấy điện thoại di động ra thông báo báo cho mấy người, kêu bọn họ đến đây để xử lý thi thể của chó điên. Giống như là kêu người ta đến đây để dọn dẹp chút xác rưởi vậy. Đây chính là quy luật ở Quan Lĩnh, ở đây chỉ có mạnh được yếu thua, thực lực không đủ mà còn dám khiêu khích người khác, bị đánh chết chỉ có thể trách là mình đáng đời thôi. Lâm Thanh Diện trở lại trong phòng số 13, trên mặt của bọn người hoa man đều tràn đầy hưng phấn, cho dù Lâm Thanh Diện không ra tay với Lý Hắc Thán, vậy thì anh cũng được xem như đã thắng cuộc khiêu chiến này, sau này anh đã có thể nhận được sự tự do ở trong Quan Lĩnh mà Lâm Thanh Diện được ra ngoài từ trong phòng số 13, tất cả mọi người ở trong phòng số 13 đều có thể được hưởng lợi từ Lâm Thanh Diện, trong vòng một năm, tính từ hôm nay trở về sau bọn họ không cần phải lên võ đài. Hơn nữa, cơm nước cũng sẽ được duy trì ở đẳng cấp cao nhất. Cái này đối với đám người ngày nào cũng phải sống trong lo lắng sợ hãi trong địa lao, không biết ngày nào đó sẽ vì cấp cao của quan lĩnh sắp xếp một trận tranh tài mà vứt cái mạng nhỏ ở đây mà nói, đây chính là một loại ban ơn. Lão đại, anh thật là lợi hại quá đi thôi. Đây chính là hắc diện Diêm Vương đó, vậy mà anh ta lại trực tiếp nhận thua ở trước mặt của anh, rốt cuộc là anh làm bằng cách nào vậy? Trên mặt của Hoa Man tràn đầy sùng bái mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện. Ở trên mặt của tất cả mọi người xung quanh cũng đều là nét sùng bái nhìn Lâm Thanh Diện, hiến nhiên ai cũng muốn biết tại sao Lý Hắc Thán lại trực tiếp nhận thua với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười nhìn bọn họ một chút, lên tiếng nói, nếu như tôi nói trước kia anh ta là đàn em của tôi thì các người có tin không? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại cho bọn họ một câu trả lời như thế này. Hắc Diện Diêm Vương, người đứng ở vị trí số 13 trên bảng chiến thần lại là đàn em Lâm Thanh Diện, nếu như tin tức này là thật, chỉ sợ là toàn bộ quan lính cũng sẽ giật mình. Nhìn thấy phản ứng của mọi người Lâm Thanh Diện chỉ cười cười, xem như là nói đùa, sau đó anh sắp xếp mọi thứ sau khi ra khỏi địa lao. Mặc dù sự tồn tại của Lâm Thanh Diện làm cho phòng số 13 như cây đinh trong mắt mọi người, sau khi Lâm Thanh Diện đi rồi, người của phòng khác sẽ đến tỷ cách đối phó với người của phòng số 13. Cũng may là người của phòng số 13 có thời gian một năm không cần bước lên võ đài. Lâm Thanh Diện đã hoạch định ra một kế hoạch huấn luyện kỹ càng cho bọn họ, ra lệnh cho bọn họ phải thực hiện nghiêm túc các hạng mục trên. Một năm sau, đảm bảo là tất cả bọn họ sẽ được tái sinh hoàn toàn. Về phần chuyện sau đó thì Lâm Thanh Diện cũng không quan tâm nữa, những người này với anh cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, mình làm những thứ này cũng đã coi như là quà tặng với bọn họ. Trong tương lai, bọn họ có kết quả như thế nào thì cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. chương 437, con không phải cảm thấy không xứng với Lâm Thanh Diện hay sao? Không Thanh, gia viên chăn tủy. Bên trong nhà của hứa Bích Hoài, Lục Thiên Điệp quy ở trước mặt Hứa Bích Hoài, đã khóc thành một người nước mắt. "Bích Hoài, tớ xin lỗi cậu, tớ không nên bắt tay với người khác để hại cậu, đây là lỗi của tớ, là tớ hại cậu rơi vào nguy hiểm, suýt nữa bị bọn buôn người bán đi, cậu trừng phạt tớ đi, cho dù cậu giết tớ, tớ cũng sẽ không có bất kỳ oán hận nào." Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm Lục Thiên Điệp ở trước mặt mình, mặt mày vỡ vụn, lông mày nhíu chặt, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, sau khi nghe xong lời của Lục Thiên Điệp, cô rất lâu không có nói chuyện. Lý Huỳnh Thái đứng ở bên cạnh hứa Bích Hoài, thấy hứa Bích Hoài không nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, chị dâu, người phụ nữ này suýt nữa hại chị bị bán đi, giết cô ta đã coi như hời của cô ta rồi, nếu như chị không nhẫn tâm thì giao cho em làm là được. Lục Thiên Điệp nghe thấy lời của Lý Huỳnh Thái, lập tức dùng mình, có điều cô ta không có phản bác cái gì, cô ta biết bản thân phạm sai, mà địa vị hiện nay của Lâm Thanh Diện ở Hồng Thanh cô ta cũng biết rõ, là người phụ nữ của Lâm Thanh Diện yêu nhất, suýt chút nữa vì mình mà bị bán đi, Lý Huỳnh Thái muốn giết cô ta cũng hợp tình hợp lý. Từ sau lần trước Lạc Tâm uy hiếp Lục Thiên Điệp lừa bán hứa Bích Hoài, chân tài anh luôn phái người tìm kiếm tung tích của Lạc Tâm, chỉ có điều Lạc Tâm trốn rất kỹ, rất như biến mất khỏi nhân gian, căn bản không có bất kỳ dấu vết nào. Mà Lục Thiên Điệp là một người tham gia vào cũng bị khống chế, mãi đến hôm nay mới bị dẫn tới gặp hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của Lý Huỳnh Thái, vội vàng ngăn cản nói, chuyện này thiên điệp cũng không phải tự nguyện, ba mẹ của cô ta ở trong tay của Lạc Tâm, cô ta cũng bị ép, tôi không thể vì chuyện này mà lấy mạng của cô ta. Chị dâu, đã đến lúc này rồi, chị còn thay cô ta nói chuyện, hiện nay à Lạc Tâm đó không biết chạy đi đâu rồi, và tên đàn ông đi cùng Lạc Tâm lại chết rồi, ai biết cô ta nói là thật hay giả, vì an toàn, người phụ nữ này không thể giữ lại, Lý Huỳnh Thái mở miệng Hứa Bích Hoài nhìn Lục Thiên Điệp mà bất lực thở dài, cô gần đây đã bị mấy chuyện này làm có chút mệt lòng, cộng thêm Lâm Thanh Diện không ở đây, cô dường như mất đi ý thức, cả người đều trở nên rất yếu ớt. Gần đây trừ chuyện này, bên phía công ty cũng xuất hiện một số vấn đề, Hồng Thành không biết từ đâu xuất hiện một công ty vạn hào, trở thành đối thủ cạnh tranh của công ty hứa ra, đối đầu khắp nơi với công ty hứa ra. Quan trọng nhất là, công ty vạn hào đột nhiên xuất hiện này có nguồn tài chính rất mạnh, Lấy quy mô của công ty hứa ra, ở Hồng Thành cũng tính là công ty lớn rồi, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của tập đoàn Thiên Dương, dưới loại tình thế này công ty Vạn Hào vậy mà cũng ở thể đứng vững, điều này khiến Hứa Bích Hoài nảy sinh áp lực không nhỏ. Loại yếu tố hợp lại, trạng thái trước mắt của cô vô cùng kém, hơn nữa không biết tại sao, cơ thể của cô cũng vô cùng yếu ớt, cô cảm thấy bởi vì tâm trạng buồn phiền dẫn đến sức miễn dịch của mình cũng trở nên kém hơn nhiều. Thiên Điệp, cô và tôi là bạn thân tôi niệm tình nghĩa trước đây lần này tha cho cô có điều tôi sau này không hy vọng gặp lại cô nữa cô dẫn người nhà của cô rời khỏi nơi này đi hứa bích hoài mở miệng lý huỳnh thái lập tức muốn mở miệng hứa bích hoài quay đầu liếc nhìn anh ta mở miệng nói chuyện này cứ quyết định như vậy đi cậu dân cô ta ra ngoài thuận tiện giúp cô ta sắp xếp chuyện rời khỏi đây thấy hứa bích hoài kiên trì như vậy lý huỳnh thái chỉ đành im miệng không khách khí nhìn lục thiên điệp mở miệng nói, chính vì chị dâu của tôi tính tình tốt, nếu không cô sớm đã đến chỗ Diêm Vương ra báo cáo rồi, mau đứng lên, đi theo tôi. Lục Thiên Điệp đứng dậy, tràn ngập cảm kích và hổ thẹn nhìn hứa Bích Hoài, khẽ nói, Bích Hoài, cảm ơn cậu. Nó xong, cô ta bèn xoay người, đi theo Lý Huỳnh Thái rời khỏi nơi này, không có tiếp tục dừng lại. Đợi Lục Thiên Điệp và Lý Huỳnh Thái rời khỏi, hứa Bích Hoài mới coi như thở phào, đưa tay dây dây huyệt thái dương của mình. Lúc này cửa của phòng ngủ bị mở ra, hai người Tống Huỳnh Khanh và Hứa Quốc Hoa đều lén lút đi vào. Hai người bọn họ đều có hơi sợ thủ hạ tính tình nóng nảy bên này Lâm Thanh Diệt, đặc biệt là Tống Huyền Khanh, bà ta cực kỳ ghét Lâm Thanh Diệt, Lý Huỳnh Thái rất có ý kiến với bà ta, mỗi lần nhìn thấy Lý Huỳnh Thái, bà ta đều cảm thấy Lý Huỳnh Thái bất cứ lúc nào sẽ đến đánh cho bà ta một trận, cho nên thấy Lý Huỳnh Thái đến, bà ta cũng trốn đi. Chắc chắn Lý Huỳnh Thái đã dẫn Lục Thiên Điệp đi. Tống Huyền Khanh mới đứng thẳng người, đi đến trước hứa Bích Hoài, chất vất Bích Hoài, chuyện này là sao, con suýt nữa bị bọn buôn người bán đi. Chuyện lớn như vậy, con sao không nói với ba mẹ. Hứa Quốc Hoa ở một bên mặt mày cũng lo lắng nhìn hứa Bích Hoài, rõ ràng không ngờ trước đó hứa Bích Hoài đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy. Bởi vì sợ Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa lo lắng, hơn nữa sự việc đã được giải quyết rồi, Lạc Tâm mặc dù không bị bắt, nhưng chắc chắn cũng không dám tiếp tục làm ra loại chuyện này nữa, cho nên hứa bích hoài không có nói chuyện mình suýt nữa bị bán đi ra ngoài nhưng hôm nay lý huỳnh thái đưa lục thiên điệp đến căn bản không báo trước với cô khi đến lục thiên điệp bắt đầu nhận sai với hứa bích hoài giải thích với cô ta một lượt chuyện đã trải qua hứa bích hoài biết hai người tống huyền khanh và hứa quốc hoa ở trong phòng ngủ chắc chắn đều nghe thấy được nhưng lại không có cách nào con không phải không sao hay sao hơn nữa sự việc đã được giải quyết nói cho ba mẹ cũng chỉ khiến ba mẹ lo lắng mà thôi hứa bích hoài giải thích con bớt ở đây nói linh tinh đi. Ba mẹ vừa rồi ở đây nghe rất rõ ràng, người làm chuyện này là ả à lạc tâm đó, người phụ nữ đáng sợ của nhà họ lâm đó, cô ta còn chưa có bị bắt, con sao có thể nói chuyện này đã được giải quyết rồi chứ? Tống Huyền khanh khí thế bừng bừng phản bác một câu, giống như chuyện hứa bích hoài làm trời đất khó dung thứ vậy. Hơn nữa cũng là vì tên sao trổi lâm thanh diện đó mới xảy ra chuyện này, mẹ sớm đã nói với con, ở cùng nó, sẽ chỉ mang lại cho con những tai ương, con không nghe, con xem bây giờ ứng nghiệm rồi, Lâm Thanh Diện cũng không ở đây, con cũng gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, nó nếu như vừa trở về, nhà chúng ta đều sẽ không được yên ổn. Khượng lại một chút, Tống Huyền Khanh lại quát lên vài câu. Hứa Bích Hoài vốn dĩ không thoải mái nay lông mày lập tức nhíu chặt, cô không muốn cùng Tống Huyền Khanh nói chuyện này chính là sợ Tống Huyền Khanh lại đem chuyện này đổ lên người của Lâm Thanh Diện. Mẹ, lạc tâm tâm địa bất chính, mẹ tại sao lại trách Lâm Thanh Diện, mẹ có phải đến cả con uống nước bị sặc cũng phải trách lâm thanh diện không hứa bích hoài phản bác tống huyền khanh một câu rõ ràng chính là nó làm nhiều chuyện ác nếu không sao lại có nhiều rắc rối tìm đến cửa như vậy bích hoài hôm nay con nhất định phải cho mẹ một thái độ rõ ràng cái tên lâm thanh diện này sau này không thể tiếp tục xuất hiện ở nhà chúng ta nữa đợi nó trở về con ly hôn với nó nếu không mẹ với ba con không nhận đứa con gái là con nữa thái độ của tống huyền khanh rất cứng rắn hứa bích hoài vốn dĩ đã rất phiền rồi bây giờ lại bị tống huyền khanh ép cô đưa ra quyết định tâm thái của cô lập tức nổ tung cho dù ba mẹ cắt đứt quan hệ với con con cũng tuyệt đối sẽ không ly hôn với lâm thanh diện hứa bích hoài mở miệng hét lên hứa bích hoài con là con gái ruột của mẹ mẹ một tay nuôi con trưởng thành con lại báo đáp mẹ thế này có phải không con bây giờ vì một tên sao trổi vậy mà muốn cắt đứt quan hệ với mẹ con xứng với ơn nuôi dưỡng nhiều năm mẹ dành cho con sao tống huyền khanh cũng giống như thuốc nổ bị châm lửa bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng hứa quốc hoa ở một bên nhìn hai người ông ta muốn nói giúp hứa bích hoài nhưng lại sợ tống huyền khanh chút hết tức giận lên người ông ta cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể im miệng con là mẹ nuôi trưởng thành không sai nhưng con trước nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ mẹ chỉ là vì nhìn Lâm Thanh Diện không thuận mắt thì muốn phá hỏng hạnh phúc của con, mẹ có từng suy nghĩ đến cảm nhận của con không? Con cũng có cuộc sống của mình, mẹ nếu như không thích Lâm Thanh Diện, có thể ở riêng với tụi con, tại sao mẹ cứ muốn con và Lâm Thanh Diện tách ra? Hứa bích hoài mặt mày tràn ngập kích động hét lên. Tống Huyền Khanh luôn khát vọng nằm quyền khống chế tuyệt đối với hứa Bích Hoài căn bản không thể nghe lọt lời của hứa Bích Hoài, bà ta đảo mắt, mở miệng nói con không phải cảm thấy mình không xứng với lâm thanh diện hay sao nếu trong lòng con cũng có cảm giác này rồi làm gì cứ muốn mặt dày sống chết đi theo lâm thanh diện cái này không phải mẹ bức tống huyền khanh vừa dứt lời hứa bích hoài lập tức yên tĩnh lại không tiếp tục tranh cãi nữa cô chỉ cảm thấy mình bị đâm vào chỗ đau nước mắt không ngừng rơi xuống sau đó cô nhanh chóng xoay người chạy vào trong phòng của mình nặng nề đóng cửa lại hứa quốc hoa thấy hứa bích hoài đi vào phòng Thở dài, nói với Tống Huyền Khanh, có gì không thể từ từ nói, bà biết rõ Bích Hoài khoảng thời gian này rất để ý chuyện này, còn cứ muốn nói, bà cảm thấy nó chưa đủ phiền hay sao? Ông im miệng cho tôi, chuyện này không đến lượt ông nói, Bích Hoài còn quá trẻ, nhất định phải trải qua đau khổ mới có thể trưởng thành, tôi đây là vì muốn tốt cho nó Tống Huyền Khanh rất hiên ngang nói. Nắm đấm của Hứa Quốc Hoa siết chặt lại, trông muốn phản bác Tống Huyền Khanh, có điều cuối cùng ông ta cũng không thể nói ra cái gì chỉ có thể bất lực thở dài, xoay người đi ra ban công. Cao ốc của công ty Vạn Hào Phòng làm việc của chủ tịch, hứa trai hiệp ngồi ở bên trong, cảm nhận khí tức trong căn phòng, mặt mày châm say. Hứa bích hoài, chị chắc cũng không ngờ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất bây giờ của chị, chủ tịch của công ty Vạn Hào, sẽ là tôi nhỉ. Từ rất lâu trước đây, tôi đã dự cảm được mình nhất định có cơ hội lật mình, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội rồi. Lão đại của tôi rõ ràng lợi hại hơn mấy người nhiêu, hơn nữa cô ta căn bản không sợ nhà họ Lâm ở đằng sau Lâm Thanh Diệt. Lần này nhiệm vụ cô ta cho tôi chính là không bảng bất cứ giá nào chơi chết mấy người. Mấy người đợi đấy cho tôi, mối thù trước đây, tôi nhất định sẽ trả lại. Tự nói với chính mình vài câu, trong mắt của hứa trai hiệp lộ ra sát khí, dường như đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài chết dưới lưỡi đao của mình vậy. Lúc này bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa, hứa trai hiệp theo bản năng từ trên ghế đứng dậy đi đến cửa anh ta trước đây luôn làm trợ lý ở một công ty nhỏ cho nên nghe thấy tiếng cửa sổ thì theo bản năng chạy đến mở cửa sau khi phản ứng lại hứa trai hiệp lại thu tay vừa mới giơ tay về sau đó sải bước đi về phía ghế ngồi nghiêm túc nói một câu vào cửa phòng mở ra một thân ảnh uyển chuyển đi vào hứa trai hiệp nhìn thấy người này bước vào thì bị dọa đứng bật dậy cung kính nói lão đại Chị sao lại đến rồi? Nếu như Hứa Bích Hoài ở đây lúc này thì sẽ phát hiện, lão đại trong miệng Hứa trai hiệp chính là Lạc Tâm hai lần hãm hại cô. Chương 438, lợi dụng Tống Huyền Khanh. Lạc Tâm lạnh mắt đi về phía chỗ Hứa trai hiệp, Hứa trai hiệp không hề do dự mà nhường chỗ để Lạc Tâm ngồi xuống. Hứa trai hiệp mặt mày cung kính nhìn Lạc Tâm ngồi trên ghế, không dám có bất cứ dị động nào, anh ta có thể trở thành chủ tịch của công ty Vạn Hào, hoàn toàn là vì người phụ nữ trước mắt này. Người phụ nữ này có thể cho anh ta tất cả, đương nhiên cũng có thể lấy đi tất cả, cho nên anh ta đã trở thành con chó của Lạc Tâm, mặc kệ Lạc Tâm bảo anh ta làm gì, anh ta đều sẽ làm theo. Gần đây tình hình bên phía công ty hứa ra như thế nào rồi? Lạc Lâm mở miệng hỏi một câu. Tình hình bên phía công ty hứa ra không quá lạc quan, hứa bích hoài gần đây trạng thái tình thân không quá tốt, không thể ở văn phòng lâu, sức cạnh tranh của chúng ta lại mạnh, tôi đó ẩn chắc không mất bao lâu, Công ty hứa ra sẽ bị chúng ta xử lý sạch, hứa cha hiệp vội vàng giải thích, trên mặt mang theo một tia đắc ý. Lạc Tâm gật đầu, không nói gì nữa, lật văn kiện trên bàn xem. Công ty Vạn Hào này không phải của cô ta, sau khi cô ta trốn thoát khỏi nhà họ Lâm, tài khoản trước kia của cô ta đã bị đóng băng rồi, mặc dù trên người cô ta còn có không ít tiền, nhưng vẫn không đủ mở một công ty. Tất cả những thứ này đều là người đàn ông đeo kính đen tối hôm đó đến tìm cô ta cho. Người đàn ông đó tự xưng là thư ký hà, không có tỏ rõ thân phận của mình, chỉ hỏi lạc tâm có muốn hợp tác hay không. Mục đích của thư ký hà là đối phó với Lâm Thanh Diệt, cùng tất cả những người có liên quan tới Lâm Thanh Diệt, bởi vì Lâm Thanh Diệt không ở Hồng Thành, thư ký hà bèn đánh chủ ý lên công ty hứa ra. Mặc dù không biết thư ký Hà này tại sao muốn đối phó Lâm Thanh Diệt, nhưng thư ký Hà biết Lâm Thanh Diệt là gia chủ của nhà họ Lâm hiện nay, cô ta biết thư ký Hà này không phải người bình thường. Chuyện Lâm Thanh Diện trở thành gia chủ mới của nhà họ Lâm không có chuyển ra ngoài, chỉ có nhà họ Lâm và một số người rất ít biết được, thư ký Hà này có thể điều tra được chuyện này đủ chứng minh trong tay của hắn nắm lượng tài nguyên khủng lồ. Lạc Tâm một lòng muốn trả thù đương nhiên sẽ không từ chối sự trợ giúp tìm đến cửa này, giữa thư ký Hà cùng Lâm Thanh Diện có ân oán gì, cô ta không để tâm, chỉ cần có thể đối phó được với Lâm Thanh Diện, bất cứ chuyện gì, cô ta đều sẽ chấp nhận. Mà thư ký Hà này cũng không yêu cầu Lạc Tâm trả ra cái gì, chỉ bảo cô ta nghĩ cách lật đổ công ty hứa ra, nếu như có thể nhân cơ hội chống lại tập đoàn Thiên Dương thì là một chuyện càng tốt. Nếu như Lạc Tâm có thể làm được chuyện này, thư ký Hà đó hứa với cô ta, sẽ để cô ta tận mắt chứng kiến sự diệt vong của Lâm Thanh Diện. Sau đó thư ký Hà bèn cho Lạc Tâm công ty vạn hào này, để cô ta dựa vào công ty vạn hào đến đối phó công ty hứa ra bởi vì bây giờ trần tài anh đang dẫn người truy lùng lạc tâm trên toàn thành phố lạc tâm có rất nhiều chuyện không thể thuận tiện ra mặt cho nên cô ta bèn tìm hứa trai hiệp người này trước nay luôn đối đầu với hứa bích hoài để anh ta tiếp nhận công ty vạn hào đối phó với công ty hứa gia lạc tâm biết hứa trai hiệp không có bản lĩnh gì về mặt quản lý công ty không khác gì với đầu heo là mấy nhưng nhiệm vụ bây giờ của cô ta không phải kinh doanh tốt công ty vạn hào nhiệm vụ của cô ta là lật đổ công ty hứa gia Thư ký Hà nói với cô ta, chỉ cần có thể lật đổ công ty hứa ra, cho dù hy sinh công ty vạn hào cũng không sao, mà hẳn sẽ làm nguồn tài nguyên ủng hộ đằng sau công ty vạn hào. Chỉ cần không phải mình chết, mà kệ vấn đề gì, thư ký Hà đều có thể giúp giải quyết. Cho nên Lạc Tâm không hề lo lắng hứa trai hiệp có quản lý công ty hay không, mà cô ta tìm đến hứa trai hiệp, nhìn chúng, chính là có năng lực của đối phương có thể tạo ra rắc rối cho hứa bích hoài. Hứa trai hiệp ở phương diện kinh doanh không có bản lĩnh gì, nhưng bản lĩnh dùng một ít thủ đoạn bằng môn tà đạo đối phó đối thủ một chút cũng không nhỏ, điều này vừa hay phù hợp với mục đích của lạc tâm, cho nên cô ta bèn để hứa cha hiệp ngồi ở vị trí chủ tịch này. Trước đây dùng một ít thủ đoạn bẩn thỉu đối phó hứa bích hoài, đều không thể thành công, Trần Tài Anh chắc chắn sẽ không cho cô ta cơ hội lần ba, cho nên cô ta bây giờ chỉ có thể thông qua cách lật đổ công ty hứa ra, từng chút từng chút hủy hoại hứa bích hoài. Trong lòng cô ta biết rất rõ, Hứa Bích Hoài chắc chắn còn băn khoăn về những lời cô ta nói lần trước, nếu như cô thật sự bắt đầu cảm thấy mình không xứng với Lâm Thanh Diện, vậy chắc chắn sẽ nghĩ cách bù đắp. Kinh doanh công ty hứa ra cho tốt, chính là cách cô bù đắp cho chính mình, nếu như cô ta ngay cả công ty hứa ra cũng kinh doanh không tốt, cuối cùng còn làm cho phá sản, chuyện này chắc chắn có thể đả kích cô, đến lúc đó, cô nếu như có thể thất bại hoàn thành, mất đi lòng tin bình đẳng với Lâm Thanh Diện, vậy mục đích cơ bản của cô ta cũng coi như đạt được dù sao bắt cóc hứa bích hoài và khiến hứa bích hoài không có mặt mũi tiếp tục ở lại bên cạnh lâm thanh diệt, rõ ràng cách thứ hai càng cao minh hơn. Cô ta thậm chí cũng bắt đầu có chút mong chờ, lâm thanh diệt sau khi trở về, phát hiện người phụ nữ mình yêu ở trước mặt mình trở nên vô cùng tự ti, cho rằng không xứng với anh, muốn rời khỏi anh. Khoảng thời gian này cậu tiếp tục dùng các thủ đoạn nhỏ ngáng chân công ty hứa ra, khiến hứa bích hoài không đủ tinh lực đi xử lý chuyện của công ty, đồng thời nghĩ cách cướp những khách hàng của công ty hứa ra về đây mất khách hàng bọn họ cũng sống không được bao lâu lạc tâm mở miệng không có vấn đề gì lão đại chuyện này tôi giỏi nhất lát nữa tôi sẽ đi làm hứa trai hiệp vội vàng đáp ứng lạc tâm liếc nhìn anh ta sau đó âm trầm mở miệng nói thật ra muốn khiển công ty hứa ra phá sản còn có một cách càng đơn giản và càng hiệu quả hơn là cách gì hai mắt của hứa trai hiệp sáng lên chỉ cần cậu có thể nắm giữ được một người, khiến bà ta làm việc cho chúng ta, trên cơ bản không cần mất quá lâu thì có thể giải quyết được công ty hứa ra rồi, lạc tâm mở miệng. Ai, hứa trai hiệp tràn đầy tò mò. Mẹ của hứa Bích Hoài, Tống Huyền Khanh, lạc tâm trả lời. Hả, mẹ của hứa Bích Hoài, bà ta sao có thể làm việc thay chúng ta, bà ta chắc chắn sẽ không làm chuyện gì hại hứa Bích Hoài đâu, chuyện này phải làm như thế nào. Hứa trai hiệp mặt mày đầy sự nghi hoặc, Lạc tâm cười cười, mở miệng nói, cho dù bà ta là mẹ ruột, cũng không phải không thể lợi dụng, lẽ nào cậu không biết Tống Huyền Khanh rất ghét Lâm Thanh Diện sao? Điều này tôi biết, nhưng bây giờ công ty hứa ra là do hứa bích hoài quản lý, Tống Huyền Khanh chắc sẽ không triệt con đường làm giàu của con gái bà ta. Hứa trai hiệp mở miệng. Trong lòng lạc tâm khinh thường một trận, nghĩ thông tin tên này nằm giữ vậy mà còn không sâu bằng cô ta, xem ra trừ tạo ra phiền phức cho người khác, tên này thật sự là không được cái gì hết. Theo thông tin tôi nằm giữ, công ty hứa ra thật ra là của Lâm Thanh Diện, là cậu ta bỏ tiền mua từ trong tay cậu về. Mà sự căm ghét của Tống Huyền Khanh với Lâm Thanh Diện đã đạt đến mức hận tận xương tủy. Khoảng thời gian trước Lâm Thanh Diện thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe nói Tống Huyền Khanh cảm thấy Lâm Thanh Diện là tên sao trổi, đem đến vận hạn cho nhà bà ta. Cho nên dù Lâm Thanh Diện có nhiều tiền hơn nữa, bà ta cũng không thèm. Mà cậu chỉ cần để Tống Huyền Khanh ý thức được, công ty là của Lâm Thanh Diện hứa Bích Hoài chỉ là làm công cho Lâm Thanh Diệt, mà bà ta muốn khiến hứa Bích Hoài rời khỏi Lâm Thanh Diệt, hoàn toàn có thể ở trong tối lật đổ công ty hứa ra, sau đó nhân cơ hội trước khi Lâm Thanh Diệt trở về, dẫn hứa Bích Hoài rời khỏi Hồng Thành. Nghe xong những lời của Lạc Tâm, hứa trai hiệp lộ ra nụ cười âm lạnh mở miệng nói, nếu như là như thế, lấy tính cách của Tống Huyền Khanh ngược lại có khả năng sẽ giúp chúng ta. Lão Đại, chuyện này giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ giao cho tôi, đến lúc đó Tống Huyền Khanh dưới tình huống hứa Bích Hoài không hay biết khiến công ty hứa ra phá sản, thật không biết hứa Bích Hoài có phải ngã ngất đi vì tức hay không. Lạc Lâm cũng cười theo, mở miệng nói Tống Huyền Khanh đều luôn cho rằng những chuyện mà bà ta làm là vì tốt cho hứa Bích Hoài, thật ra bà ta căn bản không biết, bà ta mới là thủ phạm thật sự hại hứa Bích Hoài, đáng tiếc rồi, đối với loại người ngu rốt đó, giải thích càng nhiều cũng đều là phí lời chỉ cần bà ta có thể cho chúng ta lợi dụng là đủ rồi, chương 439, bắt chuyện. Quan lĩnh, Lâm Thanh Diện đi trên con phổ, tâm tư phức tạp. Từ sau khi trong địa lao đi ra, Lâm Thanh Diện có được một ngôi biệt thự quan lĩnh phân cho, ở trong thị trấn nhỏ của quản lĩnh đều có quyền tự do đi lại. Khoảng thời gian này anh đã thăm dò tìm kiếm cả quan lĩnh một lượt, trừ một số nơi cấm ra vào, Lâm Thanh Diện đã đại khái hiếu hết tình trạng của nơi này anh đã cố thử tìm kiếm rìa của quan lính, tuy nhiên bất luận phương hương nào, đều là núi cao chọc trời hoặc vách đá, quan lĩnh giống như nhà tù được bao quanh bởi những hàng rào tự nhiên này, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể dùng trực thăng. Lâm Thanh Diện có hơi kinh ngạc và cảm thán đối với quan lính có thể xây dựng một khu vực lớn như vậy trong núi Thành Bình Địa, hơn nữa xây dựng được kiến trúc đồ sô, tạo ra hoàn cảnh thích hợp để con người ở, đây tuyệt đối là một công trình vĩ đại, Lâm Thanh Diện thậm chí cảm thấy tiền đổ vào xây dựng được một tiểu trấn quản lĩnh phải cần rất nhiều, nếu như quan lĩnh công bố ra ngoài, không chừng sẽ trở thành kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Khoảng thời gian này anh cũng ỉm kiếm tung tích của Lâm Trung Thiên, tuy nhiên những kẻ nhà giàu trong quan lĩnh anh không thể tiếp xúc tới, cao tầng của quan lĩnh anh cũng không thể tiếp xúc được. Hiện nay người anh quen biết ở trong quan lĩnh chỉ có Lý Hắc Thán và mấy người bạn anh ta giới thiệu cho. Những người này không ngoại lệ cũng không rõ về chuyện của Lâm Trung Thiên, hoặc nói căn bản không có ai từng nghe nói đến cái tên Lâm Trung Thiên này. Điều này khiến Lâm Thanh Diện nghi ngờ Lâm Trung Thiên rất có khả năng đã chết ở trong quan lính. Khi ở trong địa lao, Lâm Thanh Diện đã lưu ý người trong mỗi căn phòng, hy vọng từ trong số bọn họ tìm thấy bóng dáng của Lâm Trung Thiên. Tuy nhiên anh không có ở trong những người đó tìm được bất kỳ bóng dáng quen thuộc nào, anh lần này vào đây, dùng cũng là tên của mình, chính là vì để Lâm Trung Thiên sau khi nghe được, có thể chủ động đến tìm anh. Đáng tiếc không có ai tìm đến, Lâm Thanh Diện thậm chí có hơi nghi ngờ Lâm Trung Thiên đã chết trong Quan Lĩnh từ nhiều năm trước. Dù sao trong địa lao không có bóng dáng của Lâm Trung Thiên, giả thiết Lâm Trung Thiên còn sống, vậy ông ta chắc chắn ở trong Quan Lĩnh giành được tự do. Cho nên Lâm Trung Thiên rất có khả năng là vị nào đó trong bảng chiến thần, vì thế Lâm Thanh Diện cố tình tìm đến Lý Hắc Thán, hỏi tên từng người trên bảng chiến thần, cùng đặc trưng ngoại hình của bọn họ, tuổi tác. Không có một ai phù hợp cả trong bảng chiến thần không có bóng dáng của Lâm Trung Thiên, vậy hy vọng cuối cùng của Lâm Thanh Diện chỉ có hai người thành công vượt qua Đăng Thiên Thê, Lâm Trung Thiên có thể là một người trong đó, nơi này không có tin tức của Lâm Trung Thiên là vì sau khi ông ta thành công vượt qua Đăng Thiên Thê đã rời khỏi quan lĩnh rồi. Lý Hắc Thán nói cho Lâm Thanh Diện, hai người thành công vượt qua Đăng Thiên Thê, một người tên là Đồ Thiên Tuyệt, là một tên đao phủ điên cuồng, ban đầu người này cũng ở trong địa lao, mà hẳn ngày đầu tiên vào Quan Lĩnh thì đã giết hết tất cả mọi người ở cùng phòng với hắn, không trừ một ai. Sau đó Đồ Thiên Tuyệt một lòng giết người, hắn giống như một tên điên, gần như mỗi ngày đều muốn giết người, nếu như không sắp xếp cho hắn lên lôi đài thì hắn sẽ giết người đưa cơm, khoảng thời gian đó trong địa lao của Quan Lĩnh đều sợ hãi. Sau đó hắn rời khỏi địa lao, khiêu chiến cao thủ trên bảng chiến thân, ai cũng giao thủ với hắn, đều đi gặp Diêm Vương khoảng thời gian đó cũng chính vì sự tồn tại của đồ thiên tuyệt, lực lượng của quan lĩnh yếu nhất, cao thủ của nơi này gần như đều bị đồ thiên tuyệt giết hết, mãi đến vài năm sau, quan lĩnh thu nạp cao thủ từ bên ngoài vào mới từ từ khôi phục lại. Một người khác tên là Lý Trường Liên, là một người đàn ông nho nhã có khí chất tiên phong đạo cốt, người này mặc dù nhìn trông ôn văn nho nhã, nhưng một thân công phu suốt quỷ nhập thân, hẳn tiến vào quan lĩnh, chính là vì muốn tìm một người có thể trở thành đối thủ của hắn. Ban đầu Lý Trường Liên một mình khiêu chiến 10 cao thủ trên bảng chiến thân cũng không bại, sau đó lại vượt qua đăng thiên thế, liên tiếp đánh bại cao thủ trong top 10 trên bảng chiến thân, cũng trở thành chuyên kỳ hiếm có trong Quan Lĩnh. Hai người này không có tồn tại cùng một thời gian ở trong Quan Lĩnh, nếu không, Đồ Thiên Tuyệt có thể trở thành đối thủ của Lý Trường Liên, mà giao thủ của hai người họ nhất định sẽ trở thành cuộc chiến đấu đặc sắc nhất trong lịch sử của Quan Lĩnh, thậm chí cả trong lịch sử thi đấu trên lôi đài. Lâm Trung Thiên năm đó khi rời khỏi nhà họ Lâm, thực lực ở Kinh Đô cũng tính là hàng đầu, so sánh với cao thủ thành công vượt qua đăng thiên thế, chắc vẫn có cách biệt không nhỏ. Mặc dù Lâm Thanh Diện biết Lâm Trung Thiên chắc chắn cũng có bí mật của mình, giống như anh vậy, thực lực không nhất định chỉ có một chút bề ngoài như vậy, nhưng mặc kệ là đồ thiên tuyệt hay lý trường liên, tính cách đều khác xa so với Lâm Trung Thiên, Lâm Thanh Diện không cho rằng Lâm Trung Thiên sẽ là một trong hai người họ. Nếu như thế, Lâm Trung Thiên còn sống có thể rất nhỏ, địa lao và bảng chiến thân đều không có bóng dáng của ông ấy. Nếu như ông ấy còn sống, vậy thì chỉ còn một loại khả năng, đó chính là ông ấy trở thành cao tầng của quan lĩnh. Loại khả năng này có thể rất nhỏ, Lý Hắc Thán nói với Lâm Thanh Diệt, quan lĩnh từ khi xuất hiện đến nay, thân phận của những cao tầng đó đều vô cùng thần bí, hơn nữa trước nay chưa từng xuất hiện người ngoài trở thành cao tầng của quan lĩnh cả. Mặc dù không thể bảo đảm trong này có xảy ra một số chuyện không để người ngoài biết hay không, nhưng chuyện Lâm Trung Thiên trở thành cao tầng của quan lĩnh khiến Lâm Thanh Diện có cảm giác không quá thực tế. Có điều vì một chút hy vọng, Lâm Thanh Diện không hề trực tiếp phủ nhận khả năng này, chỉ là anh muốn tiếp xúc với cao tầng của quan lĩnh không dễ dàng, cho nên khoảng thời gian này anh luôn vì chuyện này mà đau đầu. Bởi vì không có manh mối về tin tức của Lâm Trung Thiên, Lâm Thanh Diện cũng không thể đi ra khỏi quan lĩnh được trong lòng anh có chút nhớ nhung hứa bích hoài, không biết cô bây giờ như thế nào, cho nên định đến quán ba trong quan lĩnh uống ít rượu, giải tỏa những phiền muộn trong lòng mình. Khi anh sắp đến quán ba quan lĩnh, đột nhiên chú ý tới một bóng dáng cách đó không xa đi vào trong quán ba, người đó chính là Lương Cung Nhạn Sương lần trước chủ động gặp Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện châm tư một lát, sau đó lập tức dảo bước, anh nghĩ Lương Cung Nhạn Sương cũng tính là khách hàng của quan lĩnh, cô ta đối với cao tầng của quan lĩnh chắc chắn hoặc ít hoặc nhiều cũng hiểu một ít, không chừng anh có thể từ chỗ cô ta có được một vài thông tin có ích. Mặc dù lần trước anh và Lương Cung Nhạn Sương gặp mặt không tính là vui vẻ, nhưng anh không cho rằng Lương Cung Nhạn Sương vì thế mà trực tiếp coi anh thành kẻ thù, nếu như thật sự là như thế. Khoảng thời gian này Lương Cung Nhạn Sương chắc chắn đã bỏ tiền sắp xếp người thi đấu với Lâm Thanh Diện rồi. Ở trong quan lĩnh, chỉ cần cho đủ tiền, những người giàu có này thậm chí có thể sắp xếp cho một nhân vật trong địa lao một trận đăng thiên thê, dựa theo Lý Hắc Thán nói, chuẩn bị một trận đăng thiên thê cần phải có 900 tỷ. Bất luận người sắp xếp này thực lực như thế nào, có thể đi được bước thứ mấy của đăng thiên thê, một khi đăng thiên thê bắt đầu, 900 tỷ này trở thành thu nhập của quan lĩnh, cho dù người đó vừa lên đài thì bị đánh chết, số tiền này sẽ không trả lại. Chính vì giá cả cao, cho nên không có nhiều người lại ngốc nghếch đi thi đấu thay người được sắp xếp như vậy trừ khi xuất hiện người có thực lực rất mạnh, nhưng lại không muốn đăng thiên thê, mà tình huống có người muốn xem. Cao thủ trên bảng chiến thần chủ động yêu cầu đăng thiên thê cũng tương đối khó, đầu tiên xếp hạng bắt buộc phải trong top 10 của bảng chiến thần, hơn nữa tự mình vì quan lĩnh mang tới 6.000 tỷ lợi nhuận, như thế mới có tư cách tham gia đăng thiên thê. Sau khi đi vào trong quán bar, Lâm Thanh Diện nhìn thấy bên trong có không ít người, loại tình hình như hôm nay vẫn tính ít thấy, dưới tình huống bình thường trong quán ba sẽ không có quá nhiều người, chỉ là thỉnh thoảng có mấy ngày kinh doanh tốt, người sẽ đông một chút. Đương nhiên, mở quán ba trong quan lính căn bản không phải vì kiếm tiền, thuần túy là vì người đến quan lĩnh cung cấp một số phục vụ mà thôi. Lương cung nhạn xương ngồi ở một chỗ trước quầy ba, trước mặt để một ly rượu, cô ta đang ngồi ở đó thất thần, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Trong quán ba không ít người bị lương cung nhạn xương thu hút, trong này đa số là người của bảng chiến thân, cô chủ của gia tộc lớn như vậy, đối với bọn họ mà nói, vẫn có sức thu hút tương đối lớn. Sau khi Lâm Thanh Diện bước vào, trực tiếp đi về phía lương cung nhạn xương, cũng không có chào hỏi với lương cung nhạn xương mã trực tiếp ngồi đối diện cô ta. Những người xung quanh đang nhìn về phía bên này, nhìn thấy một màn này, lập tức đều trợn mắt, không ngờ Lâm Thanh Diện lại to gan như vậy, thế mà dám chủ động tiếp tục lương cung nhạn xương. Thời gian bọn họ ở trong quan lĩnh đều tương đối lâu, đối với lương cung nhạn xương vẫn có hiểu biết, cô chủ của gia tộc lương cung này, có thái độ cao ngạo khinh thường tất cả mọi người, không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Quan trọng nhất là, chuyện thượng quan môn đang theo đuổi lương cung nhạn xương, trong quan lĩnh cũng có một số lời đồn. Người trong quan lĩnh đối với tin tức bên ngoài bị hạn chế, cho nên trò giải trí lúc bình thường chính là nói chuyện bát quát về mấy tập đoàn tài chính lớn của các đại gia tộc, độ hot của thượng quan môn và lương cung nhạn xương vẫn tương đối cao. Đó không phải Lâm Thanh Diện không lâu trước đây mới từ địa lao đi ra hay sao, phát, anh ta cũng quá to gan rồi, vậy mà trực tiếp ngồi đối diện lương cung nhạn xương. Mẹ nó, anh ta lẽ nào không sợ cậu chủ của gia tộc thượng quan tìm anh ta gây phiên phức hay sao? Thật là đầu uống nước. Nhỏ tiếng một chút, người ta đứng thứ 13 trên bảng chiến thân, để anh ta nghe được lại đến tìm chúng ta gây phiên phức. hư anh ta còn có mặt mũi xếp ở vị trí thứ 13, Lý Diêm Vương căn bản không có động thủ với anh ta, ai biết anh ta dùng cách nào khiến Lý Diêm Vương chủ động nhận thua chứ, dù sao nhìn bộ dạng của anh ta, anh sợ rằng ngay cả thực lực của bảng chiến thần cũng không có. Không ít người đều đồng tình gật đầu, đối với vị cao thủ xếp thứ 13 trên bảng chiến thân như Lâm Thanh Diện, bọn họ đều cực kỳ coi thường. Lương Cung Nhạn Sương đang bần thần, đột nhiên cảm thấy đối diện mình có người ngồi xuống, bèn ngẩng đầu liếc nhìn, sau khi nhìn thấy lâm thanh diện đầu tiên là ngạc nhiên sau đó trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nghĩ tới những bức ảnh riêng tư trong điện thoại của mình nằm trong tay lâm thanh diện cô ta có chút nghiến răng nghiến lợi anh đến đây làm gì lương cung nhạn sương không vui hỏi một câu trong quán ba chỉ có một mỹ nữ là cô tôi đến bắt chuyện chắc không vấn đề gì chứ lâm thanh diện cười nói lương cung nhạn sương bĩu môi mở miệng nói không ngờ anh cũng là người dễ hòa nhập như vậy xem ra tôi trước đây thật sự nhìn nhầm anh rồi. Hừm, lời vừa rồi chỉ là nói đùa, tôi không hề có hứng thú với cô, đến tìm cô chỉ là muốn hỏi cô chút chuyện mà thôi. Lâm Thanh Diện lập tức sửa lời. Lương Cung Nhạn Sương bỗng bạo phát, cái tên trai thẳng đáng chết này, não bị cương thi ăn rồi sao? Cút, Lương Cung Nhạn Sương trực tiếp quát một tiếng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vừa muốn nói chuyện với Lương Cung Nhạn Sương, lúc này một bóng người đi vào chỗ bên cạnh, chính là thượng quan môn mặt mày âm trầm. Anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện, đưa tay chỉ về phía cửa quán ba, lạnh giọng nói, nghe thấy lời của nhạn xương rồi chứ. Bây giờ nhanh chóng cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. chương 440, một cái tát. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu liếc nhìn thượng quan môn đứng ở phía trên, anh không hê quen người này, cũng không biết đối phương muốn làm gì, đột nhiên bị một người lạ uy hiếp cút đi, đổi thành ai cũng sẽ không làm như vậy. Huống chỉ lâm thanh diện còn có chuyện cần hỏi lương cung nhạn xương, chỗ này không có viết tên có riêng ai, anh không cảm thấy mình ngồi ở đây có vấn đề gì. Tôi nếu như không đi thì sao? Lâm thanh diện hỏi thượng quan môn một câu. Thượng quan môn không ngờ lâm thanh diện lại dùng thái độ này nói chuyện với anh ta, ở trong mắt anh ta, lâm thanh diện chỉ là một người thấp kém được quan lĩnh bồi dưỡng để biểu diễn mà thôi, loại người này đâu có tư cánh nói chuyện với anh ta cuống chỉ lâm thanh diện bây giờ ngồi ở trước mặt lương cung nhạn xương điều này gần như đang công khai khiêu khích anh ta hiện nay trong quán ba nhiều người như vậy đều đang nhìn nếu như anh ta hôm nay không thể xử được lâm thanh diện vậy thì quá mất mặt rồi lần trước thượng quan môn muốn thu thấp lâm thanh diện cố tình bỏ tiền thuê lý hắc thán nhưng không biết vì nguyên nhân gì lý hắc thán không thể giải quyết được lâm thanh diện lúc đó thượng quan môn muốn dùng cách khác đối phó với lâm thanh diện có điều sau đó bên phía gia tộc giao cho anh ta một nhiệm vụ, anh ta rời khỏi quan lĩnh, cho nên quên mất chuyện của Lâm Thanh Diện. Bởi vì thời gian nghỉ dưỡng lần này trong quan lĩnh của Lương cung nhạn sương rất dài, cho nên thượng quan môn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lại đến quan lĩnh. Chuyện Lý Hắc Thán ở trên lôi đài chủ động nhận thua anh ta cũng nghe nói một ít, có điều bởi vì thời gian đã trôi qua rất nhiều ngày, anh ta đối với Lâm Thanh Diện sớm đã mất đi hứng thú, cho nên căn bản không có đặt chuyện của Lâm Thanh Diện trong lòng. Ai ngờ hôm nay anh ta đến quán ba tìm lương cung nhạn xương, thế mà nhìn thấy tên này lại ngồi đối diện với lương cung nhạn xương, chuyện này đối với anh ta mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là khiêu khích công khai. Thượng quan môn siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt cũng xuất hiện tâng tâng sát khí, dùng một giọng nói châm thấp mở miệng nói anh không biết thân phận của tôi sao. Con chó không biết tốt xấu như anh, anh biết chọc giận tôi sẽ có kết cục như thế nào không? Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh là ai tôi và anh cũng chưa từng gặp nhau, anh lại kêu tôi cút, có phải có hơi quá đáng rồi không? Lâm Thanh Diện mở miệng. Thượng quan môn vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Diện biết anh ta là ai, không ngờ đối phương căn bản không biết mình, điều này khiến anh ta nhất thời không biết nên tiếp lời Lâm Thanh Diện thể nào. Mọi người ở xung quanh sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, không hề kiêng kỳ mà cười nhạo. Theo bọn họ thấy, thân phận của vị xếp thứ 13 trên bảng chiến thân của Lâm Thanh Diện, Chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, không có gì đáng sợ cả. Thật sự tức cười chết đi được, tên ngốc này lại không biết cậu chủ thượng quan là ai, anh ta đây là chê mình sống quá lâu rồi phải không? Nhìn bộ dạng của cậu chủ thượng quan, chắc đã bốc hỏa rồi, Lâm Thanh Diện này thật là cao thủ gây chuyện, giữa anh ta và cậu chủ thượng quan căn bản không có cùng một tầng đẳng cấp, cậu chủ thượng quan người ta đến để chơi, muốn mạng của Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là chuyện tiêu ít tiền mà thôi thật là vừa tức cười vừa đáng thương, đồ rác rưởi cái gì cũng không hiểu, vậy mà chạy tới loại địa phương này giả vờ trang bức, nhìn dáng vẻ còn muốn bắt chuyện với cô chủ lương cung, nếu tôi là cậu chủ thượng quan, tôi chắc chắn cũng không bỏ qua cho anh ta. Lâm Thanh Diện từ trong lời bàn luận của mọi người biết được thân phận của cái tên Bảo Anh Cút, thì ra người này chính là thượng quan môn đã bỏ tiền thuê Lý Hắc Thán đến giết anh. Cho dù biết thân phận của người này, Lâm Thanh Diện cũng không hề sợ hãi, anh không cảm thấy mình ở trước mặt thượng quan môn bắt buộc phải thấp hơn người ta một bậc. Lương cung Nhạn xương nhìn hai người dương đao bạt kiếm, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười, cô ta bây giờ rất muốn nhìn thấy Lâm Thanh Diện sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Cô ta đối với Lâm Thanh Diện quả thật có hứng thú rất lớn, người đàn ông này khiến cô ta cảm thấy có điểm khác, chỉ có điều cô ta không hề biết Lâm Thanh Diện có phải giả bộ hay không, không chừng ở trước mặt thượng quan môn, Lâm Thanh Diện không có gan tiếp tục giả bộ được nữa theo cô ta thấy tất cả đàn ông trong thiên hạ đều như vậy lâm thanh diện sẽ không phải ngoại lệ anh cũng chỉ là vào ngày hôm đó có chút đặc biệt mà thôi cô rất vui lòng nhìn thấy lâm thanh diện khuất phục trước mặt thượng quan môn anh chẳng qua chỉ là một con chó tôi kêu anh cút anh nên ngoan ngoãn cút cho tôi một con chó cũng dám chỉ trích tôi quá đáng anh chắc mình không phải đang nói chuyện cười nữa chứ thượng quan môn lạnh lùng nói một câu lâm thanh diện nhếch môi sau đó trực tiếp đứng dậy dùng tốc độ xét đánh ngang tai trực tiếp quăng một cái tát lên mặt thượng quan môn một tiếng chát tiếng tát giòn dã vang lên trong quán rượu cả quán ba lập tức yên tĩnh lại tất cả mọi người đều trợn mắt há môm nhìn một màn này không có ai ngờ lâm thanh diện vậy mà trực tiếp tát thượng quan môn cái cái tên này điên rồi sao anh ta thế mà tát cậu chủ thượng quan phu ca cái này quá dữ rồi anh ta quả thật đang tự sát cậu chủ thượng quan chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta thật sự là con mẹ nó, anh ta có phải chưa rõ thân phận của mình, ngay cả cậu chủ thượng quan cũng dám đánh, anh ta thật sự tưởng mình có chút thực lực đó thì có thể vô pháp vô thiên sao. Lương cung nhạn xương mặt mày vốn dĩ đang thích thú, lập tức trở nên cứng đờ, cô ta nghĩ mấy nhiều cảnh sẽ xuất hiện. Nhưng duy nhất không có ngờ Lâm Thanh Diện lại trực tiếp tát thượng quan môn. Cho dù thực lực của gia tộc Lương Cung hơn gia tộc Thượng Cung một ít, Thượng Quan Môn ở trước mặt Lương Cung nhạn xương phải cúi đầu, nhưng cô ta trước nay không cảm thấy mình có thể tùy ý tác thượng quan môn, dù gì gia tộc thượng quan nếu như muốn báo thù, gia tộc lương cung tuyệt đối cũng sẽ không được chỗ tốt. Mà người từ trong địa lao của quan lĩnh đi ra, vậy mà không chút do so dự làm như vậy, thật sự có hơi vượt dự liệu của cô ta. Thượng quan môn mặt mày sướng sờ đứng ở đó, một tay có hơi run rẩy dơ lên, sờ vào gò má của mình, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiện có người dám đánh anh ta, cho dù là ba anh ta, cũng chưa từng làm như vậy sau thời gian xứng sở ngăn ngủi, ánh mắt của thượng quan môn nhìn sang Lâm Thanh Diện trở nên tràn đầy phẫn nội, anh ta vốn dĩ muốn trực tiếp động thủ với Lâm Thanh Diện, nhưng ý thức đến mình có thể đánh không nổi Lâm Thanh Diện, cho nên bèn rút điện thoại của bản thân. Anh chết chắc rồi, hôm nay đừng mơ rời khỏi quán ba này, thượng quan môn gắn lên. Những cao thủ trong bảng chiến thần lập tức chạy đến vây quanh Lâm Thanh Diện, một người trong đó mở miệng nói, cậu chủ thượng quan, chúng tôi thay cậu cản anh ta lại, anh ta hôm nay tuyệt đối không thể ra khỏi nơi này thượng quan môn gọi điện nói vài câu sau khi cúp máy nhìn hãn học nhìn sang lâm thanh diện tôi hôm nay phải cho người lột da của anh treo anh ở diễn võ quán ba ngày ba đêm một con chó không biết sống chết như anh đợi chết đi cho tôi lâm thanh diện lạnh lùng liếc nhìn anh ta mở miệng nói chỉ sợ anh không có năng lực này mẹ nó anh đừng ở đây giả vờ trang bước nữa anh có thể khiêu chiến thành công lý diêm vương Chẳng qua là ăn may, thật sự tưởng rằng bản thân có thực lực đứng thứ 13 trên bảng chiến thần sao? Hôm nay chúng tôi có thể thay cậu chủ thượng quan thu thập anh rồi. Một người một cậu, liếc nhìn những người xung quanh, dường như đạt thành một hiệp nghị nào đó, sau đó những người này bèn tiến sát về phía Lâm Thanh diện. Gia tộc thượng quan đại biểu cho điều gì bọn họ đều biết rõ, nếu như có thể mượn chuyện này bắt quan hệ với thượng quan môn, bọn họ cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt cho nên bọn họ mới quyết định ra tay với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề sợ hãi, khi người đó đến trước mặt anh, trực tiếp ra tay. Người đó hử lạnh một tiếng, muốn túm lấy cánh tay của Lâm Thanh Diện, nhưng anh ta kinh ngạc phát hiện, lực lượng của bản thân vậy mà không thể cản Lâm Thanh Diện lại, nằm đấm của Lâm Thanh Diện lại trực tiếp đánh vào lông ngực của anh ta. Một quyên, cơ thể của người đó ngã về sau, được người đằng sau đỡ được. Sức của tên này sao lại lớn như vậy? người đó mặt mày đau đớn nói một câu. Những người còn lại cùng ra tay với Lâm Thanh Diện, muốn khống chế Lâm Thanh Diện lại, cơ thể của Lâm Thanh Diện nhanh chóng di động, không chút kiêng kỳ mà ra tay, dù sao ở nơi này đánh chết người cũng không có ai quản, anh không cần lo lắng cái gì. Mấy người tập trung lại, nhưng những người trước mắt Lâm Thanh Diện đã ngã quá nửa. Những người còn lại sau khi lờ mờ nhận ra thực lực của Lâm Thanh Diện, nhất thời cũng không dám tiếp tục bước tới nữa. Bọn họ đều không ngờ thực lực của Lâm Thanh Diện lại mạnh mẽ như vậy, vốn dĩ bọn họ tưởng Lý Hắc Thán trực tiếp nhận thua là có giao dịch riêng gì đó, bây giờ xem ra, Lâm Thanh Diện không đơn giản như những gì bọn họ tưởng tượng. Một đám phê vật, thượng quan môn mắng thầm, rõ ràng rất bất mãn trước sự biểu hiện của những người này. Không lâu sau, bên ngoài quán bà đi vào một người, thượng quan môn sau khi nhìn thấy người đó bước vào, ánh mắt bỗng sáng lên, mở miệng nói, Lý Phủ Đồ, anh giúp tôi giết cái tên không biết trời cao đất dày, tôi trả thù lao 1.500 tỷ. Anh vừa rồi gọi điện, chính là gọi người tên là Lý Phủ Đồ này đến. Mọi người lập tức đều ngoảnh đầu nhìn lại, những người trên bảng chiến thần đó sau khi nhìn thấy Lý Phủ Đô, bỗng chốc đều thở phào, đồng thời trên mặt cũng lộ ra biểu cảm hưng phấn. Nhân vương Lý Phủ Đô, đứng đầu trong bảng chiến thân. Thượng quan môn vậy mà gọi nhân vật này tới, hôm nay Lâm Thanh Diện cho dù có ba đầu sáu tay, chắc chắn đều không thể trốn thoát được. Lý Phù Đồ ở trong quan lính, cũng là một tồn tại truyền kỳ, thực lực của anh ta đã đến trình độ thâm sâu khó dò. Người từng giao thủ với anh ta, gần như trước giờ đệ ý không có ai thăm dò được thực lực rõ ràng của anh ta, chính vì quá mạnh, Lý Phù Đồ mới được danh xưng nhân vương, anh ta là người có khả năng nhất có thể thành công vượt qua đăng thiên thê trong quan lính. Lý Phù Đồ để tóc ngắn, gương mặt không có cảm xúc, ánh mắt sâu thảm, cộng thêm loại khí tức không giận mà uy đó, khiến người ta cảm thấy anh ta là vua sát thủ không có tình cảm, có thể bất cứ lúc nào đoạt đi tính mạng của bất kỳ ai. Lý Phủ Đồ đi về phía Lâm Thanh Diện và Thượng Quan Môn. Lâm Thanh Diện cũng không nhịn được mà đánh giá người này, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm nhần nhạt từ trên người của người này. Thượng Quan Môn cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh có trang bức cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể đánh lại được Lý Phủ Đồ, anh hôm nay nhận mệnh đi. Nói xong, anh ta nhìn sang Lý Phủ Đô, mở miệng hỏi, 1.500 tỷ, lấy cái mạng một con chó, tôi nghĩ anh chắc sẽ không từ chối. Lý Phủ Đồ đánh giá Lâm Thanh Diệt, sau đó nhàn nhạt nói Thanh Giao. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 440.